Tu chân tứ vạn niên chương 2078, kéo tơ lục kén, tới gần chân tướng. Từ rất sớm trước kia, Lệ Linh Phong đã luôn luôn dẫn ta trị liệu loại bệnh tật này. Khi đó ta còn nhỏ, tự nhiên không phân biệt được rõ ràng khác nhau giữa trị liệu cùng điều chế. Lệ Gia Lăng tiếp tục nói, trừ hướng trong cơ thể ta tiêm vào các loại thuốc kỳ quái, hoặc là dùng huyền quan liều siêu cao lập đi lặp lại chiếu xạ lục phủ ngũ tạng của ta, cùng với các loại tra tấn nghĩ lại mà kinh, Hắn và Vũ Anh Lan chủ yếu là hướng trong đầu ta rót vào lượng lớn thứ. Cái đó giống như Thể hồ quán đỉnh, như thanh âm biển lớn như, hình ảnh và dòng số liệu điên cuồng gù vào đại não của ta, trốn như thế nào cũng trốn không thoát, đều là các thứ về kỹ xảo giết chóc, cùng với âm mưu quỷ kế vân vân. Ha ha, cho nên ta có thể có hôm nay, thật đúng là nên cảm tạ một phen hẳn hoi vị đại lão gia tộc này, có lẽ ngay cả chính hắn cũng không ngờ tới, có thể điều chế ta thành công như vậy xa xa vượt qua hắn đoán trước đi. Nhưng, biết rõ loại kỹ xảo giết chóc nào đó, cùng thật sự dở người ta thành tám mảnh hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Ta khi đó, tuy có xuân một thân quái lực và tinh thông hơn trăm loại phương pháp ở trong vòng nửa giây dồn người ta vào chỗ chết, nhưng loại cảm giác cực độ ghê tởm cùng sợ hãi kia vẫn tồn tại như cũ, cũng gắt gao trói buộc thần hồn của ta. Chỉ cần ta sinh ra sát ý, sẽ choáng váng, nhịp tim tăng tốc, đầu đau muốn nứt, ngay cả đao kiếm cũng không cầm được, đừng nói đi thực thi. cho nên ở trong mắt người ngoài, ta vẫn như cũ là kẻ đáng thương, rắc rưởi, trời sinh nhát gan, tính cách yếu đuối kia. lý diệu nói như vậy, cấm chế này là bị phá trừ khi nào? hai năm trước. lệ gia lăng mặt không biểu cảm nói, ở hai năm trước, sau một lần điều chế, ta liền phát hiện cấm chế trong đầu dần dần buông lỏng, không biết rốt cuộc là tác dụng của điều chế hay là theo tuổi tăng trưởng cấm chế tự động biến mất, tóm lại đến một năm rưỡi trước, ta đã hoàn toàn không chịu cấm chế chết tiệt này quấy nhiễu. Tuy chưa từng thật sự động thủ, nhưng ta có thể rõ ràng cảm giác được, mình đối với giết chóc không có chút sợ hãi cùng chán ghét nào nữa, hoàn toàn có thể tùy theo ý muốn giết chết, bất cứ người nào ngăn cản ở trước mặt ta. Lý Diệu trầm mặt một lát, nói, nhưng ngươi chưa nói cho Lệ Linh Phong. Không sai, vì sao phải nói cho hắn? Lệ Gia Lăng cười giảo hoạt, nói, quá khứ ta chỉ là không thể giết người mà thôi không ý nghĩa ta không có tình cảm cùng ý chí của mình nha ta từ rất sớm trước kia đã cân nhắc nên chạy thoát lệ linh phong khống chế như thế nào vậy quyết không thể để gã nắm giữ tình huống chân thật của ta đừng nhìn gã bây giờ ngoài miệng nói dễ nghe như vậy nhưng rõ ràng coi ta là thí nghiệm thể nào đó để đối đãi có lẽ trong lời nói của gã có bảy tám phần đều là thật gã quả thực rút xuống ở trên người ta lượng lớn tinh lực và tâm huyết vậy lại thế nào công cụ chính là công cụ, thí nghiệm thể chính là thí nghiệm thể. Nếu ta lúc ấy nói cho gã tình hình thực tế, gã nhất định sẽ sốt ruột không chờ được để ta tiến vào tu luyện giai đoạn thứ hai, giao cho ta đủ loại nhiệm vụ giết chóc, để ta vì hắn, vì lệ gia làm trâu làm ngựa liều mạng. Sức chiến đấu ta thể hiện ra càng mạnh, nhiệm vụ gã giao cho ta sẽ càng thêm gian khổ, rồi có một ngày, ta sẽ lấy thân phận vật hy sinh hạng sang, chết ở trên chiến trường tranh đoạt ít lợi nơi nào đó của lệ gia dựa vào cái gì. Cho nên, ta lựa chọn giấu giếm biến dị sâu trong não vực của mình, vẫn ngụy trang ra một bộ dáng phế vật thiên tính chán ghét giết chóc, không thể động thủ với người ta, chính là đang đợi một cơ hội tốt nhất. Ở trong cơ hội lý tưởng nhất, ta không thể thân ở sào huyệt lệ gia, từ nơi đó là tuyệt đối trốn không thoát đâu, hơn nữa lệ linh phong tốt nhất cũng có thể bị một số chuyện nào đó hoặc là cường giả nào đó dây dưa, mới có thể cho ta con cá nhỏ này một cơ hội chạy thoát thiên la địa võng lần này có lẽ chính là cơ hội tốt nhất ta có thể cảm giác được lệ linh phong đã bắt đầu mất đi kiên nhẫn đối với ta nếu năm nay ta còn không gỡ bỏ phong ấn còn không biết hắn sẽ sử dụng thủ đoạn càng thêm tàn khốc để điều chế ta hay không mà diệu ca ngươi lại rõ ràng không phải cùng trận doanh với lệ linh phong rất có khả năng tồn tại mâu thuẫn thật lớn cho nên tuy ngươi xuất hiện đột ngột như vậy vô cùng có khả năng tồn tại các loại bất ngờ và biến số ta cũng không có lựa chọn nào khác chỉ có thể được ăn cả ngã về không, đều một phen. Lý Diệu hít sâu một hơi, nói, chẳng lẽ ngươi chưa từng suy xét, Lệ Linh Phong không có khả năng nói dối. Hoặc là nói hắn tuy nói dối trên một số chuyện nào đó, nhưng hắn cũng là thật tâm thực lòng hy vọng ngươi có thể làm kẻ kế thừa hắn, thậm chí một ngày kia nắm giữ toàn bộ Lệ gia. Lệ gia lăng trầm mặt một lát, nhẹ nhàng cười lên. Ngươi vẫn không hoàn toàn làm rõ, Diệu ca lệ gia lăng nhìn đôi mắt hừng hực thiêu đốt của mình trong gương nói từ đầu tới đuôi ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới muốn trở thành lệ linh phong người như vậy hoặc là nói ta khinh thường trở thành người như hắn mặc dù một ngày kia hắn thật sự lên làm gia chủ lệ gia một trong bốn đại tuyển đế hậu của đế quốc lại như thế nào hắn vẫn như cũ chỉ là một người phát ngôn lệ gia đề cử ra là một cấu kiện trên bộ máy khổng lồ này nên vì lợi ích lệ gia cúp cung tận tụy đến chết mới thôi Ta không muốn trải qua cuộc sống như vậy, không muốn bị bất luận kẻ nào trói buộc và bài bố, ta là tuyệt đối tự do. Cho nên, cho dù lệ linh phong thật sự an bài cho ta một đường đời cực kỳ trôi chảy cùng chói mắt, ta cũng không muốn dựa theo hắn khoa tay múa chân để trải qua cả đời. Nói xong lời cuối cùng, thiếu niên thế mà có chút nghiến răng nghiến lợi, quắt mắt nhìn trừng trừng. Hít sâu một hơi, hắn cười cười, tiếp tục nói, thật ngại quá, có chút kích động rồi có lẽ ta đã bị người ta bài bố quá lâu quá lâu lại đè nén quá lâu quá lâu đi thế nào nghe xong chân tướng diệu ca đối với cả sự kiện có ý kiến gì không đều nói ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê ngài làm một người đứng xem có thể đoán một chút vấn đề quá khứ luôn quấy nhiễu ta hay không khi lệ linh phong ném ra kế hoạch khởi nguyên phản ứng đầu tiên của ta chính là tuyệt không tin nhưng loại cảm giác ghê tởm và sợ hãi quá khứ quấy nhiễu ta muốn nói là mảnh vỡ của ba đại pháp tắc bổn nguyên biến dị nào đó, tựa như cũng rất hợp lý. Cho nên, nếu Lệ Linh Phong là đang nói dối, căn bản không có bất cứ kế hoạch khởi nguyên nào, ta cũng chưa bị lực lượng tà ác của người thánh minh ô nhiễm, bệnh của ta lại nên giải thích như thế nào đây? Rất đơn giản. Lý Diệu cân nhắc kỹ càng một lát, vẫn nói ra, ngươi không bị lực lượng tà ác của người thánh minh ô nhiễm, chẳng qua, trong cha mẹ của ngươi có một người là người thánh minh, vậy thì có thể giải thích tất cả. Lệ Gia Lăng sửng sốt. Lý Diệu lần đầu tiên ở trên mặt thiếu niên trưởng thành sớm này nhìn thấy vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm không che giấu, không biết vì sao, đáy lòng thế mà sinh ra một tia cười trộn. Hình như, nói được thông nha. Khóe miệng Lệ Gia Lăng run rẩy lẩm bẩm. Đúng vậy, nếu là người thánh minh thuần túy, tự nhiên bị ba đại pháp tắt bổn nguyên, cắt gao áp chế, thậm chí sẽ bị cướp đoạt toàn bộ tình cảm và ý chí. Lý Diệu nói, nhưng nếu là nửa người thánh minh, hơn nửa người kia truyền thừa cho ngươi máu thánh minh, còn từng có một số kỳ ngộ nào đó, bản thân cũng mơ hồ bắt đầu đột phá, ba đại pháp tắc bổn nguyên, không thể tính là người thánh minh thuần túy nhất, như vậy, cấm chế thật sự có thể di truyền đến sâu trong gian cùng thần hồn ngươi. Chỉ còn lại có một ít mảnh vỡ, tương đối dễ dàng bị đột phá. Diệu ca, vừa rồi ngươi nói ngươi sợ ta. Lễ Gia Lăng không tự chủ được nhẹ nhàng đè bụng, nói, nhưng bây giờ ta bỗng cảm thấy ngươi thật sự sâu không lường được, quá đáng sợ rồi, cái này thật là ngươi ở nháy mắt ngắn ngủn, căn cứ một chút tin tức hỗn loạn như vậy đã thôi diễn ra sao, vì sao cảm giác ngươi phi thường khẳng định, giống như đây là sự thật. Bản thể lý diệu ở trong cảng vũ trụ khoảng cách không xa chớp chớp mắt, nói, ngươi không phải mới vừa rồi cũng nói, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, sao? Lệ gia lăng hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên không phải quá hài lòng với đáp án này. Nhưng hắn là người thông minh, tự nhiên biết không cần thiết lãng phí khí lực truy hỏi tiếp. Người thánh minh. Hắn lặng lẽ nói, nhìn mình trong gương, đáy mắt tăng thêm một loại sắc thái khác. Nếu là thật, ngươi có cái giác gì? Lý Diệu nói, sẽ cảm thấy có chút mất tự nhiên hay không? Không sao cả. Thiếu niên thở vào nhẹ nhõm thật dài, bỗng trầm tĩnh lại, buông tay nói, con cháu người tu chân, người tu tiên, người thánh minh hoặc là yêu ma quỷ quái gì khác ta đều không để ý dù sao ta chính là ta ta tùy theo ý muốn coi trời bằng vung chỉ cần người khác không đến trêu chọc ta ta như thế nào cũng không sao cả nhưng bây giờ lệ linh phong rất rõ ràng muốn trêu chọc ngươi còn muốn lợi dụng ngươi lý diệu nói khuyên ngươi chú ý lệ linh hải nhiều hơn nữ nhân này đúng rồi từ ngay từ đầu ngươi đã từng nhắc tới lệ linh hải ánh mắt lệ gia lăng bỗng sắc bén hẳn lên vì sao? Giả thiết lệ Linh Phong luôn luôn nói dối, cái gọi là kế hoạch khởi nguyên không tồn tại, ngươi chỉ là một thí nghiệm thể hoàng mỹ, hắn tỉ mỹ điều chế, rất hiển nhiên hắn không phải tâm huyết dân trào mới ở trên người ngươi đầu tư nhiều thời gian, tài nguyên cùng tâm huyết như vậy, khẳng định là muốn dùng ngươi đi đối phó người nào. Lý Diệu nói, đây cũng là nguyên nhân ngươi vừa rồi truy hỏi hắn, chủ mưu phía sau màn hủy diệt, kế hoạch khởi nguyên, rốt cuộc là ai nhỉ? Lệ Gia Lăng có chút bất ngờ, càng thêm khâm phục đối với Lý Diệu, Diệu ca đã nhìn ra. Đương nhiên, Lệ Linh Phong nói ai vô cùng có khả năng là chủ mưu phía sau màn hủy diệt, kế hoạch khởi nguyên, đó chính là người hắn hy vọng ngươi đi đối phó. Lý Diệu mỉm cười nói, xem ra, Lệ Linh Phong hy vọng ngươi đi đối phó Lệ Linh Hải. Lệ Gia Lăng hừ lạnh một tiếng nói, ta vừa rồi đã nói, ta đối với những chuyện tranh quyền đoạt lợi, ngươi lừa ta gạt đó của cao tầng Lệ Gia không có chút hứng thú nào, ta là đầu óc bị nước vô mới sẽ muốn đi đối phó hoàng hậu đế quốc. Không có hứng thú, là xa xa không đủ. Lý Diệu nói, ngươi có nghĩ tới hay không, vì sao Lệ Linh Phong muốn ngươi đi đối phó Lệ Linh Hải? Mặc dù ngươi tiếp nhận điều chế mũi nhọn nữa, Trung quy ngay cả 20 tuổi cũng chưa đến, bằng sức chiến đấu bây giờ ngay cả Vũ Anh Lan cũng chưa chắc đánh thắng được, Lệ Linh Phong dựa vào cái gì cho rằng ngươi đủ để đi đối phó Lệ Linh Hải đây? Lệ Gia Lăng nhíu mày, hừ, Vũ Anh Lan tính là gì? Ta vừa rồi còn bảo lưu lại ba phần thực lực, nhưng Diệu Ca nói cũng có đạo lý. Đây quả thật là vấn đề cực lớn. Có hay không một loại khả năng như vậy? Lý Diệu nói, ngươi cùng Lệ Linh Hải tồn tại ngàn vạn mối quan hệ. Lệ Linh Phong sở dĩ có tin tưởng ngươi có thể đối phó Lệ Linh Hải, không phải đơn thuần bởi vì sức chiến đấu của ngươi, mà là vì loại quan hệ cực kỳ đặc thù này. Lệ Gia Lan một lần nữa sửng sốt. Lời Lý Diệu nói khiến hắn khổ sở suy nghĩ rất lâu, bản thân trong gương cũng bị một tầng hơi nước khó bề phân biệt bao phủ. Ngươi nói hình như rất có đạo lý. Ánh mắt lệ da lăng bổng sắc bén đến tột đỉnh, hoàn toàn xé nát hơi nước, tâm thẳng mình trong gương, ngươi rốt cuộc là người nào, vì sao cảm giác ngươi tựa như biết tất cả. Hay là nói, ngươi không phải ngẫu nhiên xuất hiện, mà là luôn lấy ta làm mục tiêu. ạ, à, cái này trái lại không phải mục tiêu ngay từ đầu của ta thật sự không phải ngươi, mà là lệ linh phong, vũ anh lan hoặc là nói thiên không chi thành, mạng châu sa hoa. Lý Diệu thẳng thắn nói, chẳng qua, trên người ngươi quả thực có một số thứ khiến ta phi thường cảm thấy hứng thú, ta mới sẽ mạo hiểm tiếp cận ngươi, về phần đó rốt cuộc là cái gì, chờ sau khi ngươi có cơ hội chạy thoát lệ linh phong khống chế, mà ta lại có thể hủy diệt thiên không chi thành, mạng châu sa hoa, rồi nói sao? Bây giờ nói cũng là dư thừa lông mày của thiếu niên lại nhếch lên cao cao ngươi thật sự muốn hủy diệt thiên không chi thành mạng châu sa hoa lý diệu nói thế nào ngươi có ý kiến khác không có thiếu niên cười lên chính hợp ý ta lý diệu cũng cười lên vậy thì tốt nói hàng huyên cả buổi chúng ta đều đang tán gẫu những thứ âm mưu quỷ kế đó thật sự có chút phiền chán có thể đổi một đề tài càng tăng tiến một chút câu thông với nhau hay không thiếu niên nhíu mày nói ví dụ. Lý Diệu nói, nói ví dụ, tán gẫu lịch trình con đường tâm trí của ngươi từ nhỏ đến lớn này, tham thảo một chút nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị xem này. Ừm, ta bây giờ có chút hiểu loại tính cách đã cực đoan lại âm hiểm này của ngươi rốt cuộc do đâu mà có rồi. Một đứa bé lẻ loi hiu quạng, từ nhỏ đã mất đi cha mẹ che chở, lại bị đưa vào trong lệ gia loại đầm rồng hang hổ cá lớn nuốt cá bé này, nhận hết ức hiếp cùng làm nhục, còn động cái bị đưa đến trong phòng thí nghiệm tiếp nhận điều chế tàn khốc nhất, lại ở sau khi điều chế ra một thân lực lượng mạnh mẽ vô cùng, lại bị cấm chế quỷ dị trói buộc. Không thể tận tình phóng thích phẫn nộ và thù hận đáy lòng. Muốn thoát khỏi vận mệnh tối tăm như vậy, nhưng ở bên trên dùng sợi dây thao túng ngươi là lệ linh phong tuyệt thế cường giả như vậy, muốn trải qua cuộc sống tự do tự tại, tùy theo ý muốn, nhưng lại gặp phải bóng ma, lệ gia có mặt khắp nơi bao phủ. Lâu ngày liền dứt khoát vặn vẹo ngươi thành bộ dáng hôm nay, thật sự là làm người ta thổn thức mà. Lệ Gia Lăng kéo khóe miệng, nói, cái gì gọi là bộ dáng này, ta cảm thấy bây giờ mình rất tốt mà, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì. Lý Diệu Thiệt tình thực lòng nói, điều ta muốn nói là, tuy vận mệnh đối với ngươi tương đối bất công, nhưng mà, nhưng mà chúng ta vẫn không nên hoàn toàn từ bỏ hy vọng, phải tin tưởng ánh sáng cùng chính nghĩa tồn tại, làm người có thể rạng rỡ thì rạng rỡ chút, ngẫu nhiên có thể thấy việc nghĩa hăng hái mà làm. Trừ bạo giúp kẻ yếu một phen cũng không tệ, đặc biệt đừng mang hắc ám người khác trút xuống trên thân ngươi, bừa bãi trút xuống đến trên thân người vô tội. Đợi chút, Diệu ca. Lệ Gia Lăng không chút khách khí ngắt lời Lý Diệu, ngươi. Có bệnh à? Lý Diệu, ngươi đứa nhỏ này sao vậy? Lệ Gia Lăng đóng vòi phun, lao tóc ướt sũng, nếu đây không phải hoa ngôn xảo ngữ cạm bẫy gì, mà ngươi lại không bệnh, chẳng lẽ ngươi thật sự là người tu chân trong truyền thuyết lý diệu trầm ngâm một lát nếu tổ chức tinh quang thật sự lập tức đột kích quy mô hoặc là nói thiêu thân lao đầu vào lửa mình nhất định không có khả năng thấy chết mà không cứu như vậy thân phận người tu chân này nhất định là phải bại lộ ít nhất ở trước mặt lệ gia lăng không có cách nào giấu giếm một điểm này huống chi hắn cũng không muốn giấu giếm hắn chung quy không thể trơ mắt nhìn thằng nhóc nghi là con ruột của nghĩa phụ mình trở thành người tu tiên hoàng mỹ nhất nhỉ Đúng. Lý Diệu thoải mái thừa nhận. Ai? Lệ Gia Lăng chớp mắt, thật sự là người tu chân, vậy ngươi sao có thể không biết chuyện tổ chức tinh quan chứ? Lý Diệu nói, ngươi coi như ta là một người tu chân hoang dã là được, vì sao một vẻ mặt kinh ngạc như thế, trước kia chưa từng thấy người tu chân sao? Quả thực chưa từng gặp. Lệ Gia Lăng thành thành thật thật nói, người tu chân thứ ngu xuẩn cùng ngây thơ như vậy, mấy trăm năm trước đã gần như diệt sạch ở toàn lãnh thổ đế quốc ngẫu nhiên có hai ba con mèo nhỏ nhảy ra kêu hai tiếng, nhưng cũng không nhấc lên nổi sóng gió gì. Nói thật, ngẫu nhiên xuất hiện mấy người tu chân, ta trái lại không kỳ quái gì cả, lại không ngờ trong người tu chân còn có cường giả như Diệu Ca, thật sự là làm người ta quá kinh ngạc, bằng lý niệm ngây thơ cùng ngu ngốc như vậy của các ngươi, rốt cuộc như thế nào để ngươi tu luyện đến loại cảnh giới này vậy? Xem ra ngươi vẫn là có điều hiểu lầm với người tu chân nha. Lý Diệu mỉm cười, cố gắng khiến gợn sóng mình phóng ra hóa thành nhộn nhạo như gió xuân không sao sau này chúng ta sẽ có thời gian ta sẽ tham thảo hẳn hoi với ngươi tu chân đại đạo tin tưởng ngươi nhất định sẽ lĩnh ngộ rất nhiều thứ nói ví dụ hiệp chi đại giả vì nước vì dân năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn các loại đạo lý tin tưởng ta ngươi nhất định sẽ mở rộng tầm mắt thay da đổi thịt lấy được cuộc sống mới lệ gia lăng ta có thể không nghe hay không lý diệu đương nhiên có thể, ta con người này rất giảng đạo lý, chỉ cần ngươi có cách ngăn cản ta cuồn cuộn không ngừng hướng sâu trong não vực của ngươi gửi đi gợn sóng tin tức, ngươi hoàn toàn có thể từ chối. Đến, ngươi thử kháng cự gợn sóng mãnh liệt mênh mông của ta đi. Lệ Gia Lăng Lý Diệu, nhưng, đầu tiên, chúng ta vẫn là đi trung tâm khống chế của Lệ Linh Phong và Vũ Anh Lan trước, xem xem hai tên vô lại này rốt cuộc đang làm những trò gì đi. Lệ Gia Lăng thở vào một hơi, thay một bộ trường bào rộng thùng thình, dây dây bụng nói, có thể, nhưng mà ở trước đó. Lý Diệu nói, thế nào? Lệ Gia Lăng mỉm cười, ta đói rồi. Nhà ăn cao cấp, thiên không chi thành, mạng châu sa hoa, chuyên môn chuẩn bị cho khách quý tới tham gia thí luyện và tham quan. Lúc Lệ Gia Lăng bước vào nhà ăn, vừa lúc gặp gỡ một đám người tu tiên đi, khu vui chơi nghiệp thổ, du ngoạn hoặc là thí luyện trở về. Trên thân những người này còn mang theo gió bụi cùng mùi máu tươi trên nghiệp thổ, còn chưa từ trong cực hạn kích thích chiến trường dết chóc thoát ra, ai cũng phấn chấn, khoa tay múa chân, nước miếng bay tứ tung, trong đại sảnh tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ của bọn họ. Tám đứa, một hơi xử lý tám đứa, sướng. Các ngươi là chưa thấy, lũ tội dân nghiệp thổ kia thật là có chút lanh lợi, như là con chuột trốn ở trong khe rảnh, muốn túng được cái đuôi bọn hắn không dễ dàng, cuối cùng chỉ có thể một mồi lửa đốt sạch. Ha 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 ha. Chưa đã ghiền, thật sự là còn chưa dết đã ghiền, đã bị triệu hồi lên rồi. Cái này không phải vì chuẩn bị nhiệm vụ cấp sử thi phá diệt tinh quang sắp đến sao. Đến lúc đó ngươi sẽ được đã ghiền. Đám đông người tu tiên hăng hái, và đập chén bát khay đĩa vang lên hỗn loạn, đinh đương. Còn có không ít bạn cùng lứa tuổi lệ gia lăng, còn chưa có tư cách đi, khu vui chơi nghiệp thổ, tham gia nhiệm vụ thí luyện thật sự, chỉ có thể ở lại, thiên không chi thành, Mạng Châu Sa Hoa tham gia huấn luyện mô phỏng, chờ vài ngày nữa sau khi nhiệm vụ cấp sử thi chấm dứt, lại đi khu vui chơi nghiệp thổ thể nghiệm một phen. Giờ phút này, bọn họ cũng ùng ùng vây quanh ở bên cạnh những người tu tiên trưởng thành kia, mặt đầy hâm mộ nghe các anh chị, sinh động như thật kể lại chuyện giết chóc. Lệ Gia Lăng như là một khối băng di động xẹt qua mọi người, ở ô tự phục vụ tùy ý lấy mấy phần cơm đơn giản nhất, ngồi vào trong góc, thông thả nhai kỹ. Chậm rãi uống canh, đôi mắt to đen trắng rõ ràng xoay vù vù, ném tầm mắt về phía đám người náo nhiệt phi phàm. Loại tầm mắt đâm thẳng xuyên thủng này, ở rất nhiều nơi, đều là ý tứ khiêu khích. Lý Diệu nói, ngươi không phải đói bụng, ngươi là muốn gây chuyện nhỉ. Lệ gia lăng nặng bánh bao thành những viên vỡ vụn, tùy ý ném vào mồm, ngươi làm sao biết. Nói lời thừa, một thiếu niên phế vật nhận đủ đồng tộc ức hiếp, bỗng nhiên có được thực lực cực mạnh, lại, trong lúc vô tình gặp gỡ những đồng tộc xem thường hắn, đầu heo cũng biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Lý Diệu thở dài, những người này gặp phải ngươi, cũng thật sự là đủ xui xẻo. Lệ gia lăng mỉm cười, cố ý hút canh thành tiếng, sụp soạt. Quả nhiên, rất nhanh đã có người phát hiện hắn cô đơn ngồi ở trong góc. Này, tiểu tử ngươi! Vài tên thiếu niên lệ gia cao to, đúng như lệ gia lăng đoán, khuôn mặt tràn đầy nụ cười dữ tận nghênh ngang đi tới trước mặt hắn. Một thiếu niên cầm đầu chiều cao ước chừng gấp rưỡi lệ gia lăng, cổ so với vòng hông hắn còn to hơn, đầu dựng đứng đầy tóc ngắn cứng ngắc như kim thép, tinh lực và sao động không chỗ phát tiết giống như từ trong mỗi một lỗ chân lông trào ra, làm toàn thân hắn đều tỏ ra tỏa sáng. Người này tên là Lệ Anh Hùng, ở trên quyển sổ nhỏ đáy lòng lệ gia lăng, cũng xem như một kẻ cầm cờ đi trước. Mấy ngày nay sao không thấy ngươi? Chúng ta luôn luôn tiến hành huấn luyện mô phỏng cấp bậc cao nhất, ngươi đã chạy đi chỗ nào? Lệ Anh hùng dùng sức gõ cái bàn của Lệ Gia Lăng, gõ tới mức bát canh kia của hắn vang lên ào ào, sẽ không là bị lời ngày đó chúng ta nói dọa, cho rằng chúng ta thật sự sẽ ở trong huấn luyện mô phỏng xử lý ngươi, cho nên sợ tới mức trốn đi chứ. Ha 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 ha, nói giỡn với ngươi mà thôi, mặc kệ nói như thế nào, nơi này có nhiều người gia tộc khác như vậy thật muốn xử lý ngươi cũng là trở lại lệ gia rồi nói sau sao lại ở chỗ này để người khác xem trò cười của lệ gia chứ nhưng lệ anh hùng bỗng trầm mặt trong thanh âm tăng thêm ba phần tức giận quát các huynh trưởng trong gia tộc vừa mới từ khu vui chơi nghiệt thổ thí luyện trở về mọi người đều đi lên nghênh đón sao chỉ một mình ngươi còn dám ngồi ở chỗ này chậm rãi ăn canh trong mắt của ngươi là bị dính cứt chó không nhìn thấy bọn họ trở về sao còn có quy củ hay không Hừ, cho dù mắt thật sự dính, chẳng lẽ ngay cả lỗ tai cũng bị nhét chặt, có nghe được ta đang nói chuyện với ngươi hay không? Hai tay Lệ Gia Lăng bưng bát, cực kỳ hưởng thụ uống một ngụm canh nữa, sau khi hồi tưởng dư vị một lát, cũng không ngẩng đầu lên, chậm rãi nói, "Canh này ngon lắm, ngươi rất may mắn." Lệ Anh Hùng hơi ngẩng ra, cùng vài tên thiếu niên đồng tộc bên cạnh thường xuyên bắt nạt Lệ Gia Lăng liếc nhau, nhíu mày nói, "Ngươi nói cái gì?" "Ta nói" lệ gia lăng không chút hoang mang nhìn bát canh thấy đấy mỉm cười nói ngươi thật sự rất may mắn canh nơi này rất ngon cho nên nếu ngươi bây giờ câm miệng cút đi nói không chừng ta sẽ lựa chọn uống một bát canh nữa mà không phải đánh trụng tất cả răng của ngươi cái gì cái gì không những lệ anh hùng cao to khổng võ hữu lực trận mắt há hốc mồm, vài tên thiếu niên lệ gia bên cạnh trận mắt cứng lưỡi ngay cả các thiếu niên gia tộc khác ở phụ cận nghe được bọn họ đối thoại đều ùn ùn ném tới ánh mắt kinh ngạc không hiểu mấy ngày nay thiếu niên mấy gia tộc tụ tập tu luyện lệ anh hùng này đã đoạt hết sự nổi bật liên tiếp đánh bại không ít hảo thủ trong bạn cùng lứa tuổi cũng coi như có chút hung danh nho nhỏ mọi người đều biết hắn ra tay cực nặng tàn nhẫn vô cùng mỗi chiêu đều đánh về phía chỗ yếu hại giống như không phải tu luyện mà là liều mạng không có ai muốn trêu chọc một thằng cha vừa điên vừa ngang ngược như vậy mà bây giờ Lệ Gia Lăng nhìn như thường thường không có gì lạ này thế mà lại dám. Ngươi rõ ràng nghe được lời của ta. Lệ Gia Lăng đang nghe truyện trên TV audio CV cười tủm tỉm nói, không cần ta lại lặp một lần nữa chứ. Hả? Con ngươi của lệ anh hùng không ngừng co rút, nở rộ ra hào quang màu đỏ tươi, trên óc hiện ra những sợi gân xanh tráng kiện, toát ra khí nóng cuồn cuộn. Thuận tiện nói một câu, có biết vì sao trước khi ngươi động thủ với ta, ta đều lười đánh trả hay không? Lệ Gia Lăng rút ra một cái khăn tay lau lau miệng, lại vò khăn tay thành một cục, thẳng nhiên nói, bởi vì nắm tay của ngươi thật sự quá nhẹ, nhẹ đến mức ngay cả mũi đốt cũng không bằng, khiến người ta căn bản không nhất dậy nổi chút hứng thú nào nha, gấu to xác ngu ngốc. Lệ Gia Lăng gập ngón tay, nhẹ nhàng bắn cục giấy về phía mặt Lệ Anh Hùng. Khốn kiếp! Nếu là bị nói xấu như vậy còn có thể chịu được, vậy thì không tên Lệ Anh Hùng nữa. Thiếu niên cao to điên cùng hét lên một tiếng, Trực tiếp cúi người xuống, vương hai cánh tay như côn sắt, muốn xách Lệ Gia Lăng từ trên chỗ ngồi lên. Hắn đã bắt được bả vai Lệ Gia Lăng, đang muốn cắm năm ngón tay thật sâu vào trong da thịt Lệ Gia Lăng, lại không ngờ Lệ Gia Lăng lật tay chế trụ cổ tay hắn, hướng xuống dưới hung hăng ép lại kéo về phía sau, thế mà cứng rắn lôi hắn qua bàn ăn, túng bay đi, quăng ngã rầm rầm, mặt xám mày tro. Mọi người đều ngây ra. Trong nhà ăn cao cấp lặng ngắt như tờ ngay cả những người tu tiên trưởng thành vừa mới từ khu vui chơi nghiệp thổ tu luyện trở về cũng như có hứng thú đánh giá đấu đá giữa hai thiếu niên tu tiên sao có khả năng lệ gia lăng hắn tuy đại bộ phận mọi người đều nhìn ra vừa rồi lệ anh hùng tấn công cũng chưa dùng toàn lực thậm chí ngay cả linh năng cũng chưa vận dụng như thế nào nhưng lệ gia lăng có thể một tay vung hắn đi vẫn xa xa vượt qua mọi người đoán trước ngươi lệ anh hùng lập tức lao lên mắt lộ hung quang, tràn ngập sát ý. Lệ Gia Lăng trở tay không kịp một ép một túng một vung, thật ra không làm hắn bị thương gì cả. Nhưng ở trước mắt bao người mất mặt xấu hổ như thế, đã kích đối với tâm linh tự nhiên lớn đến tột đỉnh. Lệ Anh Hùng chỉ cảm thấy hai tay sung máu, vang lên ong ong, mí mắt giật loạn, trừ vẻ mặt tràn đầy châm chọc của Lệ Gia Lăng thì cái gì cũng không nhìn thấy, tim đập như trống, hóa thành một thanh âm, giết hắn, giết hắn, giết hắn lệ gia lăng lúc này mới thản nhiên nhìn quét hắn một cái ánh mắt xuống phía dưới rơi xuống bên hông hắn bên hông lệ anh hùng treo một thanh dao găm chấn động loại nhỏ chủ yếu là đảm đương công cụ nhiều công năng để dùng hắn vốn cũng không nghĩ tới muốn rút đao nhưng sự run rẩy trong ánh mắt lệ gia lăng lại đã nhắc nhở hắn hắn cười một tiếng dữ tợn rút dao găm ra lao về phía lệ gia lăng thẳng đến giờ phút này lệ anh hùng vẫn duy trì một tia lý trí cuối cùng biết loại đấu đá trước công chúng này, đặc biệt còn là trước mặt thành viên các gia tộc khác, tốt nhất vẫn là có thể thu liễm một chút, đừng vô duyên vô cớ gây ra tai nạn chết người. Nếu không, mất mặt lệ gia, sau khi trở về hắn cũng không có kết cục tốt đẹp gì. Cho nên, hắn chỉ chuẩn bị dùng dao găm hù dọa lệ gia lăng một phen, cắt vài vết ở trên mặt lệ gia lăng, dọa tiểu tử này tè ra quần là được rồi. Ai biết lệ gia lăng vừa rồi biểu hiện gió nhẹ mây nhạt, định liệu trước như vậy, lúc này thấy hắn thật sự rút đau, thế mà thất kinh hẳn lên, từ trên ghế tựa nhảy bật dậy muốn chuồng, nhưng chân trái lại bị ghế dựa vấp một cái, ngược lại mang cổ đặc biệt động mạch cổ của mình lao về phía dao găm của hắn. Lệ anh hùng hơi ngẩn ra, trong khoảnh khắc thật ra sinh ra vài phần do dự, không biết có nên thu đau hay không, đừng thật sự ở trước mắt bao người cắt đứt cổ tiểu tử này. Loại chuyện này, thật sự muốn làm, cũng là đặt tới trên sân tu luyện rồi làm. Nhưng, hắn rất nhanh đã không cần do dự nữa. Bởi vì ngay tại trong nháy mắt dao găm của hắn đâm về phía động mạch của lệ gia lăng, hoặc là nói cổ lệ gia lăng chủ động lao lên mũi đao của hắn, trung rẩy ở đáy mắt lệ gia lăng liền biến thành châm biếm vô cùng khoái ý. Trong tích tắc, động mạch của lệ gia lăng và dao găm chấn động cọ sát trong đường tơ kẻ tóc, ngay sau đó cổ tay lệ anh hùng đau đớn thấu tim một trận, dao găm không biết như thế nào rơi vào trong tay lệ gia lăng, lại hóa thành một tia chớp, xẹt qua cổ lệ anh hùng, cuối cùng đâm thật sâu vào ngực gã, hoàn toàn nghiền nát trái tim gã. Lệ anh hùng mở to mắt nhìn, máu tươi từ cổ xé rách cùng ngực xuyên thủng điên cùng trào ra, hướng phía sau bước lùi hai bước, ầm ầm ngã xuống đất, run rẩy. Lệ gia lăng sụp mí mắt, lười nhìn gã này lấy nửa cái, lại đi ô cửa tự phục vụ lấy bát canh thứ hai, ngồi về tới góc vừa rồi của hắn, cũng chính là bên cạnh thi thể hãy còn run rẩy không thôi của lệ anh hùng, tiếp tục chậm rãi hưởng thụ canh nóng hổi ngon lành. Thủ pháp giết chóc dứt khoát lưu loát, làm mọi người đều chấn kinh. Thậm chí ngay cả những người tu tiên trưởng thành kia cũng nheo mắt, có chút không dám tin nhìn lệ gia lăng cùng đôi tay nhìn như nhu nhược kia của hắn. Lý Diệu nói, không giết hắn không được sao. Lệ gia lăng nói, ngươi không cảm thấy như vậy mới tương đối phù hợp tính cách ta nhân vật này. Ta đánh cực bây giờ lệ linh phong nhất định đang âm thầm thông qua con đường nào đó quan sát ta ta biểu hiện như vậy mới có thể làm hắn hài lòng cùng hoàn toàn đánh mất lòng nghi ngờ nhỉ sao nhìn xem bộ dáng gã này hay là ngươi cảm thấy con gấu to sát ngu ngốc này giống một người tốt vô tội không nên giết lý diệu suy nghĩ hồi lâu không nói chuyện nữa một đợt tiếng xôn xao của tinh khải từ bên ngoài nhà ăn truyền đến đội hộ vệ thiên không chi thành mạng châu sa hoa đã tới người tu tiên tuy tôn trọng cá lớn nuốt cá bé nhưng cũng không có nghĩa là tùy thời tùy chỗ đều có thể tàn sát lẫn nhau nếu không có pháp luật ước thúc nhất định toàn bộ xã hội đều sẽ âm ầm sụp đổ trên sân tu luyện lỡ tay đã thương người là một chuyện trong vật lộn bình thường cố ý dồn người ta vào chỗ chết lại là một chuyện khác nhưng lần này có rất nhiều người đều nhìn thấy là lệ anh hùng tiến lên hướng lệ gia lăng khiêu khích trước lại là lệ anh hùng động thủ đầu tiên cùng rút đao đầu tiên thậm chí cuối cùng hắn còn đâm đao về phía động mạch của lệ gia lăng lấy uy lực của chiến đao chấn động quả thực có tính trí mạng nhất định cho nên lệ gia lăng ở tình huống sinh mệnh bị uy hiếp khởi xướng phản kích trái lại cũng không tính phá hỏng quy củ tuy không ít người sáng suốt đều có thể nhìn ra lệ gia lăng không phải tự vệ phản kích đơn giản như vậy nhưng không có ai sẽ để ý những chi tiết nhỏ này cho nên khi lệ gia lăng bị đám đông hộ vệ mang đi nhưng chưa đưa tới nơi kiểu như phòng tạm giam hoặc là nhà tù lâm thời, mà là đưa thẳng tới trước mặt Lệ Linh Phong. Lệ Linh Phong lại là vẻ mặt cười tủm tỉm, thì không kỳ quái chút nào cả. Ngươi thật đúng là sốt ruột không chờ được. Lệ Linh Phong cười nói, vừa rồi còn chưa giết đủ sao. Ta chỉ muốn yên tĩnh uống một bát canh. Lệ Gia Lăng nhún vai, là con gấu chó to xác kia đến trêu chọc ta trước, chẳng lẽ ta còn cần nhẫn nhục chịu đựng nữa để hắn vũ nhục sao? Nói rất hay. Lệ Linh Phong vui mừng nói, từ nay về sau, ngươi không bao giờ cần nhẫn nhục chịu đựng đối với bất luận kẻ nào nữa. Nhưng, nên giải thích như thế nào? Lệ Gia Lăng nói, ta không phải nói giải thích thời điểm giết con gấu chó to xác này như thế nào, mà là nói, sau khi trở về, nên giải thích như thế nào thực lực của ta lập tức trở nên mạnh như vậy. Nhớ cho rõ. Lệ Linh Phong nói, cường giả là không cần giải thích. Lệ Gia Lăng hơi ngẩn ra, đáy mắt phát ra hào quang lấp lánh, nhẹ nhàng nói, ta hiểu rồi, bây giờ, chúng ta nên đi nơi nào? Đi trung tâm trực tiếp của tập đoàn Thiên Nhãn. Lệ Linh Phong ở phía trước dẫn đường, thản nhiên nói, ta vừa rồi đã từng hướng ngươi nói, ta là thật tâm thực lòng coi ngươi là người thừa kế để bồi dưỡng. Muốn trở thành cường giả thật sự hô mưa gọi gió, oai phong một cõi, chỉ dựa vào vũ lực là xa xa không đủ, ngươi còn phải rõ ràng nhận thức được phương pháp vận hành cùng logic của thế giới này chỉ có hoàn toàn làm rõ logic vận hành của thế giới mới có khả năng đi nắm giữ toàn bộ thế giới nắm giữ toàn bộ thế giới lệ gia lăng lẩm bẩm ta không hiểu đi theo ta ngươi sẽ hiểu ngay lệ linh phong cười nhẹ nói ngươi biết đế quốc chân nhân loại chúng ta đại biểu văn minh nhân loại nắm giữ cả mảng tinh hải vẫn là thành lập ở trên trụ cột, người thật, thống trị, người vượng. Một phần trăm người thật là tinh hoa cùng tương lai của văn minh nhân loại, là kẻ chiến thắng trong thi đua tiến hóa, là nhân loại thật sự thức tỉnh chính mình. Mà 99% người vượng còn lại, đó là giả thú hình người đần độn, là người dị dạng không có năng lực tư duy độc lập cùng tình cảm thuần túy, là loại kém trời sinh đã bị lười biến, yếu đuối, ham ăn biến làm vân vân các loại yếu tố tiêu cực dây dưa như thế nào khiến những người vượng này lĩnh ngộ được ý nghĩa sinh mệnh của bọn họ lĩnh ngộ được trách nhiệm trọng đại bọn họ thân là nhiên liệu vì văn minh nhân loại đi tới không ngừng thiêu đốt đó là vấn đề lớn nhất nghìn năm qua đế quốc đối mặt ngàn năm qua người thật vẫn luôn áp dụng biện pháp đơn giản thô bạo để thống trị người vượng khi đó đế quốc vẫn ở giai đoạn mở rộng bốn phía mặc dù trên chiến trường trung ương gặp phải thánh minh uy hiếp thật lớn nhưng ở hậu phương vẫn không ngừng phát hiện quốc thổ mới từ trên quốc thổ mới có thể thu hoạch tài nguyên và nô lệ cuồn cuộn không ngừng, ít nhiều cũng có thể mang đến một ít chỗ tốt cho người vượng, cho nên mâu thuẫn của hai bên còn không quá trở nên gay gắt. Thế giới lúc đó, dựa vào bộ logic này để vận hành. Nhưng ước chừng 3-400 năm trước, đế quốc đã vượt qua giai đoạn mở rộng tốc độ cao, rất lâu cũng chưa phát hiện đại thiên thế giới tài nguyên phong phú, dân cư đông đúc mới nữa, mặc dù ngẫu nhiên có phát hiện, nhưng phí tổn thăm dò, chinh phục và dựng cổng vũ trụ trở về vận chuyển đều vượt qua rất nhiều lợi ích mà thế giới mới có thể mang đến. Nói cách khác, tiền lãi đế quốc mở rộng đã tiêu hao gần hết, chúng ta không thể không nghĩ cách từ trên thân lãnh thổ cùng dân cư hiện có, rút lấy càng nhiều tài nguyên hơn đủ để chống lại thánh minh. Lệ Gia Lăng tập trung tinh thần nghe, một bộ dáng bị lệ linh phong hấp dẫn thật sâu, thiệt tình tiếp nhận đối phương tân cần dạy bảo. Lý Diệu càng vẽn tai. Hắn cũng rất tò mò, hôm nay người tu tiên sẽ đối đãi mâu thuẫn trời sinh giữa người thật cùng người vượng như thế nào lệ linh phong thở dài tiếp tục nói từ ước chừng ba bốn trăm năm trước sau khi đế quốc đạt tới cực hạn mở rộng thực lực tổng hợp thật ra vẫn luôn chậm rãi hạ xuống những người vượng kia động cái phát động bãi công và bạo loạn suy yếu nghiêm trọng lực lượng đế quốc làm đế quốc ở trong chiến tranh với thánh minh dần dần lực bất tòng tâm đỉnh điểm của loại cục diện bại hoại này chính là hắc phong thấy bại trăm năm trước Lý Diệu đặc biệt mẫn cảm đối với hai chữ hắc phong, nguyên thần khẽ rung rẩy một trận. Lệ Gia Lăng chuyển động trong mắt nói, ngài nói là hắc phong giới thua to. Không sai. Lệ Linh Phong nói, trong chiến dịch lần đó, năm đại thế giới đế quốc bao gồm hắc phong giới ở trong đều bị thánh minh xâm chiếm, có thể nói là thảm bại mấy trăm năm cũng chưa từng gặp, càng quan trọng hơn là đế quốc ở trong khoảng thời gian ngắn căn bản vô lực điều động nhiều binh lực hơn, đoạt về năm thế giới này cho dù chỉ đoạt lại một cái cũng không làm được. Thảm bại như vậy, xem như hoàn toàn đánh tỉnh toàn bộ người tu tiên, khiến mọi người bắt đầu nghĩ lại logic vận hành của thế giới quá khứ, rốt cuộc còn đi thông hay không. Từ khi đó trở đi, thẳng tới hôm nay hơn 100 năm, đó là thời đại cách tân của đế quốc, hầu như toàn bộ kẻ sĩ có ý thức đều đang lo lắng hết lòng nghĩ lại tu tiên đại đạo cùng thủ đoạn cai quản trong quá khứ, cũng ném ra đủ loại phương án ưu hóa cùng thăng cấp. Có thể nói một trăm năm gần đây kịch biến xảy ra ở đế quốc, so với suốt một ngàn năm quá khứ còn kịch liệt cùng khắc sâu hơn nhiều. Lệ Gia Lăng nói, nói ví dụ, trực tiếp giết chóc. Lệ Linh Phong mỉm cười, rất khen ngợi gật đầu nói, không sai, ngươi rất thông minh, liếc một cái là nhìn ra cái gọi là trực tiếp giết chóc căn bản không phải một loại trò chơi đơn giản như vậy, mà là trọn bộ phương thức sinh hoạt phí tổn phi thường rẻ tiền, thích hợp nhất người vượng phát tiết tinh lực dư thừa và cảm xúc bất mãn thông qua hình ảnh chiến đấu góc nhìn thứ nhất mạo hiểm kích thích lúc nào cũng có thể tiến hành câu thông với người trực tiếp thậm chí dùng điểm khen và phần thưởng các loại phương thức để thao túng người trực tiếp lại thêm đủ loại chọn người xuất sắc cùng cá độ liền có thể khống chế chặt chẽ con mắt đại não và thần hồn toàn bộ người vượng kết quả là chúng ta không chỉ có thể thông qua diễn đàn trực tiếp giết chóc thu hoạch con số thiên văn tiền lời thậm chí có thể ở trong ảnh hưởng âm thầm vòng ra khỏi vách ngăn quyền lực truyền thống cùng kẻ thống trị trên danh nghĩa, đi chinh phục cùng khống chế toàn bộ người vượng, mặc dù là những người vượng không thuộc về lệ gia. Đây mới là nguyên nhân ta nện xuống số tiền lớn đầu tư tập đoàn thiên nhãn, đầu tư diễn đàn trực tiếp giết chóc. Lệ Linh Phong vừa nói, vừa ngừng lại ở cuối hành lang, mỉm cười nói, chúng ta đến rồi. Lệ Gia Lăng nhìn dưới chân mình, bốn phía chậm rãi kéo dài ra một đoạn đường cong màu lam u ám, Cuối cùng hội tụ thành một vòng tròn, sàn bên trong vòng tròn nhẹ nhàng rung lên, chìm xuống phía dưới, mang hắn và Lệ Linh Phong vào trong một hình cầu rỗng ruột to lớn không gì so sánh được. Nơi này giống như một chỗ cung điện hình cầu khí thế hoành tráng, trên vách tường hình cung ở bốn phía phủ kín những màn hình trong suốt lấp lánh, nhanh chóng lóe lên. Nhưng hiện ra trên màn hình không phải cảnh tượng trực tiếp trong khu vui chơi nghiệp thổ, mà là những gương mặt hoặc nôn nóng, hoặc phấn khởi, hoặc phẫn nộ, hoặc sợ hãi hết thảy vặn vẹo tới cực điểm. Bên cạnh mỗi một gương mặt còn có một loạt tin tức và tham số, như thác nước nhanh chóng trút xuống, phản xạ ra một chuỗi hào quang quỷ dị. Vô số nhân viên công tác chân đạp đĩa bay, ở cao thấp cung điện hình cầu lặng yên không một tiếng động bay múa, giống như u linh chăn nuôi đầu người. Đây, đây là cái gì? Lệ Gia Lăng có chút gian nan nuốt ngụm nước bọt, nơi này không phải trung tâm trực tiếp sao? Không sai, nhưng chúng ta đương nhiên không cần thiết xem những trò chơi cũ rích kia trong khu vui chơi nghiệt thổ. Lệ Linh Phong mỉm cười nói, những kẻ này đều là người xem đang xem trực tiếp giết chóc, là đối tượng lấy mẫu điều tra chúng ta lựa chọn ngẫu nhiên ra. Chúng ta kế vào ở trong đầu cuối máy tính bọn họ một ít con chip đáp lại tin tức nho nhỏ, có thể sưu tập được tất cả chỉ số sinh lý cùng tâm lý biến hóa của bọn họ ở lúc xem trực tiếp giết chóc, từ hít thở, nhịp tim, Adrenaline phân bố đến quy luật vận động của sóng điện não, hết thảy đều có thể theo dõi được. Sau khi tiến hành tổng hợp phân tích cùng tính toán số liệu lớn đối với tin tức bọn họ truyền lại, chúng ta có thể thu hoạch nhu cầu của bọn họ càng thêm chính xác, cung cấp cho bọn họ tiếp mục đặc sắc hơn, kích thích hơn, càng không thể kháng cự hơn. Càng quan trọng hơn là, chúng ta có thể dựa vào đó nắm giữ thậm chí can thiệp tư tưởng của bọn họ. Tư tưởng. Lệ gia lăng lẫm bẩm không sai, có lẽ về sau ngươi sẽ biết, tiêu diệt một kẻ địch sống sờ sờ là phi thường dễ dàng, nhưng muốn tiêu diệt một loại tư tưởng, thật sự là khó càng thêm khó. Lệ Linh Phong cười quỷ dị, nhưng hôm nay, chúng ta muốn mượn dùng diễn đàn trực tiếp giết chóc này, thử để hoàn toàn tiêu diệt một loại tư tưởng, tư tưởng người tu chân. Lệ Gia Lăng khẽ rung lên, đôi mắt không tự chủ được trợn to. Chủ nhân Thiên Không Chi Thành, Mạng Châu Sa Hoa, Vũ Anh Lan, hai tay chắp sau lưng, chân đạp đĩa bay, chậm rãi bay lên. Báo cáo đại nhân, đã chuẩn bị xong toàn bộ. Vũ Anh Lan phong độ nhẹ nhàng hướng lệ linh phong hạ thấp người, khuôn mặt lại đầy nụ cười nói, chi nhánh tổ chức tinh quang dưới lòng đất sắp tìm được thánh điện của bọn họ, mà chi nhánh tổ chức tinh quang trong vũ trụ, hẳn là cũng sắp đến tinh vực dự định, sắp hướng chúng ta phát động tiến công thiêu thân lao đầu vào lửa. Tất cả đều ở trong sự nắm giữ của chúng ta, lúc nào cũng có thể vạch trần một màn đặc sắc nhất của nhiệm vụ cấp sử thi, phá diệt tinh quang. Tốt lắm. Lệ Linh Phong rất hài lòng gật gật đầu, nói, nhưng, vẫn phiền Vũ Anh Đại Nhân giải thích trước một chút, nguyên do bày ra nhiệm vụ cấp sử thi lần này đi. Vũ Anh Lan nhìn Lệ Gia Lăng, cười nói, thương thế của ngươi tốt hơn chút rồi sao, tuyệt đối đừng trách ta vừa rồi ra tay quá nặng nha. Lệ Gia Lăng nhìn nhìn Lệ Linh Phong, lại nhìn nhìn Vũ Anh Lan, nuốt một ngụm nước bọt, nhìn không được nói ta hiểu rồi các ngươi đã sớm biết tổ chức tinh quang tồn tại là vì một lưới bắt hết đối phương cố ý chơi trò tự chui đầu vào rọ nhưng ta không hiểu các ngươi vì sao phải mang cả trận chiến đấu đều chiếu tới trên diễn đàn trực tiếp làm như vậy quá diễn phiêu lưu cũng quá cao đi đối phương có thể nhìn ra sơ hở hay không vũ anh lan mỉm cười lắc đầu nói xin cứ yên tâm những hình ảnh nào có thể công khai với đại chúng những hình ảnh nào phải che giấu đi những thứ này đều trải qua chúng ta tính toán nghiêm mật sẽ tuyệt đối không tiết lộ chút tin tức nào không nên tiết lộ chỉ có đợi tới lúc đối phương khởi xướng tổng tiến công lại không cách nào quay đầu nữa chúng ta mới có thể mở ra toàn bộ ống kính và hình ảnh để toàn người xem đế quốc tận mắt thấy một tổ chức người tu chân đã đáng thương lại đáng buồn là toàn quân bị diệt như thế nào về phần trò đồ ngươi nói sao đây tuyệt không phải hành vi tâm huyết dân trào của chúng ta mà là vì triệt để tiêu diệt tổ chức tinh quang, không thể không áp dụng hành động triệt để nhất. Lệ Gia Lăng có chút há hốc mồm, chớp mắt thật lâu mới nói, ta không hiểu, tổ chức tinh quang rất khó tiêu diệt sao? Không, trên thực tế không phải rất khó tiêu diệt, mà là rất dễ tiêu diệt. Vũ Anh Lan ghé mặt về phía thiếu niên, cười tủm tỉm nói, biết không, từ khi Vũ Anh giới bị đế quốc chinh phục, một đám thành viên tổ chức tinh quang sớm nhất hốt hoảng chạy trốn đến trong vũ trụ, thẳng tới hôm nay ngắn muộn mấy trăm năm này, tổ chức tinh quang đã bị tiêu diệt cả thảy 41 lần. Mỗi một lần, quân đế quốc đều hoàn toàn phá hủy toàn bộ nhân viên, cơ cấu cùng căn cứ bí mật của tổ chức tinh quang, bảo đảm không có nửa con cá lọc lưới cùng nửa chỗ ẩn thân. Nhưng không cần bao lâu, thậm chí trong cùng thời điểm, tổ chức tinh quang cũ bị đập nát bét, tổ chức tinh quang mới lại sẽ ở sâu trong quặng mỏ của tinh cầu xa xôi nào đó toát ra, giống như là bỏ chó, dáng, chuột như thế nào cũng không giết hết được. Lệ gia lăng lẩm bẩm, tại sao có thể như vậy? Tư tưởng Vũ Anh Lan chỉ chỉ đầu óc mình, bởi vì trước kia mỗi một lần, đế quốc đều chỉ diệt thân thể, vũ khí cùng căn cứ của những người tu chân tổ chức tinh quang, lại chưa tiêu diệt tư tưởng của bọn họ. Tư tưởng là thứ nguy hiểm nhất trên thế giới, nó vô ảnh vô hình, có mặt khắp nơi, nhìn như hư vô mờ mịt lại có thể phát huy ra lực lượng sang núi lật biển, hủy thiên diệt địa nó có thể biến người nhu nhược thành giả thú biến giả thú thành dũng sĩ mang đám ô hợp biến hết thành thiết huyết cường binh đập nồi dìm thuyền chỉ hủy diệt riêng một cái tổ chức tinh quang giết sạch toàn bộ người tu chân là vô dụng không cần bao lâu sẽ có người bị tư tưởng ngây thơ nhưng nguy hiểm của bọn họ lây nhiễm lấy danh nghĩa bọn họ xây dựng lên một cái tổ chức tinh quang mới từng thế hệ truyền thừa ra khuếch tán ra từng thế giới kết quả là tổ chức tinh quang này rất có thể đã hoàn toàn thay đổi, cùng tổ chức tinh quang kia lúc trước của Vũ Anh giới căn bản không phải cùng câu chuyện, nhưng bọn họ lại cùng nhau truyền thừa cùng bộ tư tưởng chết tiệt. Tư tưởng như vậy là rất khó bị hoàn toàn giết chết, càng dùng thủ đoạn tàn khốc đi tiêu diệt người tu chân, bọn họ đổ máu càng nhiều, sẽ chỉ càng đắp nặng ra hình tượng anh hùng bi kịch của bọn họ. Hấp dẫn càng ngày càng nhiều người vượng ở vào bước đường cùng và người tu tiên tầng dưới chóc gia nhập trận doanh người tu chân tạo thành tổ chức tinh quang mới. Cái đó giống như tế bào ung thư, diệt sát một cái, mọc thêm ra hai cái, càng giết càng nhiều, phiền không chịu nổi. Cho nên, tuy nước Cộng hòa Tinh Hải ở một ngàn năm trước đã bị đế quốc chân nhân loại thay thế, lực lượng chống cự người tu chân quy mô lớn đã sớm không còn sót lại chút gì, nhưng người tu chân bệnh ghẻ lỡ mãi không thể thanh trừ hoàn toàn. Một ngàn năm trước, bọn họ là bệnh ghẻ lỡ, hôm nay sau một ngàn năm, sau khi bị tiêu diệt suốt 41 lần, bọn họ vẫn là bệnh ghẻ lở, thật buồn cười. Đây là chỗ mấu chốt nhất, tư tưởng rất khó bị giết chết, nhưng có thể bị vặn vẹo và giải cấu, muốn để người tu chân bệnh ghẻ lở này không tái phát nữa, trừ từ trên thân thể hủy diệt bọn họ, càng phải thay đổi nhân vật anh hùng bi kịch bọn họ một phen, biến thành một loại nhân vật khác mà phần lớn người vượng đều thích nghe ngóng. Đó là thằng hề. Không phải trực tiếp giết bọn họ mà là biến người tu chân thành thằng hề. Lệ Gia Lăng nghiêng đầu, bắt đầu nghiêm túc tự hỏi. Đúng vậy. Đáy mắt Vũ Anh Lan lóe ra hào quang thâm thúy, mỉm cười nói, giống 41 lần trong quá khứ như vậy tiêu diệt thân thể máu thịt của bọn họ là vô dụng, tuy điều đó đối với đế quốc mà nói là chuyện dễ dàng, chỉ tiếc, mặc dù máu thịt bọn họ có thể đốt cháy hết, hài cốt có thể bị mài thành phấn lại tiêu tán ở trong tinh hải lạnh lẽo, nhưng lý niệm ngu xuẩn mà nguy hiểm đó của bọn họ lại vô cùng có khả năng tiếp tục truyền bá xuống. Ngay từ đầu, điều đó vô hại giống như virus cảm mạo mỏng manh nhất, giống như thật sự diệt sạch, thậm chí mấy chục năm cũng sẽ không nghe được truyền thuyết người tu chân nữa. Nhưng chung quy sẽ có một ngày như vậy, chung quy sẽ có một số người như vậy, bị lý luận đã theo gió biến mất mấy chục hơn trăm năm cảm nhiễm, trở thành người tu chân một thế hệ mới, lại tạo thành phiền toái nho nhỏ cho đế quốc. Biết không, căn cứ chúng ta điều tra lần này tổ chức tinh quang phát ra lúc ban đầu thậm chí ngay cả nửa người thức tỉnh linh căn cũng không có chỉ là một đám thợ mỏ ngu muội vô tri làm bừa ra nhưng sau khi trải qua mấy chục năm phát triển hấp thu lượng lớn người tu tiên tầng dưới chót buồn bực thất bại và hạng người tam giáo cửu lưu trộm gà bắt chó thế mà cũng bị bọn họ phát triển ra một giống lực lượng tương đối phiền toái chúng ta từng bắt vài thành viên trung tâm tổ chức tinh quang một thế hệ mới bọn họ bình thản nói ra mình và nghiệp thổ vũ anh giới không chút quan hệ thậm chí cũng không biết tổ chức tinh quang lúc ban đầu là khởi nguyên từ vũ anh giới chỉ là nghe qua những chuyện xưa hư vô mờ mịt hoang đường sùng bái tổ chức tinh quang và truyền thuyết người tu chân mà thôi ở trong những truyền thuyết ma quỷ đó tổ chức tinh quang của người tu chân giống như phượng hoàng bất tử có thể lần lượt tắm lửa sống lại toàn bộ hy sinh đều là vì lần sau sống lại trở nên càng cường đại hơn có một số truyền thuyết là truyền miệng ra từ một lão giả nào đó mặt đầy nếp nhăn gần đất xa trời có một số truyền thuyết đến từ ngọc giảng và máy tính 40 tổ chức tinh quang trong quá khứ ở trước khi bị diệt ít nhiều đều lưu lại một vài thứ lời đồng thứ này càng kỳ quái làm người nghe kinh sợ lại càng có người tin tưởng hơn nữa tốc độ khuếch tán lại càng nhanh tóm lại tinh hải thật sự quá mức rộng lớn mặc dù lấy binh lực đế quốc đưa đi nhanh chóng cùng mãnh liệt cũng rất khó làm được ở tinh vực biên cảnh nào đó vừa mới nghe nói tin tức tổ chức phản loạn của người tu chân quật khởi, liền lập tức tiêu diệt nó, từ đó, tổ chức tinh quan liền thật sự mang theo một tầng sắc thái thần bí. Bi tráng và anh hùng, mà truyền thuyết lần lượt dục hỏa trùng sinh kia, cũng liền có càng nhiều kẻ ngu dốt sẽ tin là thật. Cho nên, cho dù chúng ta hôm nay triệt để hủy diệt tổ chức tinh quang này, vậy cũng chỉ là nó tiến vào một lần dục hỏa trùng sinh mới, không cần bao lâu tổ chức tinh quan kế tiếp sẽ toát ra. Nó có lẽ là từ một đám thợ mỏ kiệt sức, có lẽ là từ một đám binh sĩ tầng dưới chót tràn ngập lửa giận, có lẽ là do một đám nông dân bụng đói kêu vang thành lập lên, mặc kệ nó lúc ban đầu thoạt nhìn nhỏ yếu cùng chật vật bao nhiêu, chỉ cần lá cờ tinh quan vừa dựng lên, vậy thì ý nghĩa người tu chân thắng lợi nho nhỏ. Tuyệt đối đừng xem nhẹ người tu chân. Lệ Linh phong chen vào một câu, tuy đại địch ngay lúc này của chúng ta là người thánh minh, nhưng người tu chân vẫn luôn đều là kẻ địch sớm nhất của đế quốc, suốt ngàn năm cũng chưa thể hoàn toàn tiêu diệt bọn người này, sinh mệnh lực của bọn họ thật sự là so với con gián còn ương ngạnh hơn. Nhưng sau nhiệm vụ cấp sử thi lần này, người tu chân sẽ rất khó mê hoặc lòng người nữa, bởi vì chúng ta tuyệt đối sẽ không cho bọn họ cơ hội lừng lẫy hy sinh. Vũ Anh Lan cười tủm tỉm nói, nhanh chóng thao tác ở trên máy tính cổ tay của mình, màn hình hình cung ở quanh cung điện hình cầu nhanh chóng biến hóa, lần này phân biệt hiện ra hình ảnh mặt đất lòng đất nhiệt thổ cùng với tinh vực phụ cận thiên không chi thành mạng châu sa hoa hai chi nhánh lớn của tổ chức tinh quang trừ tinh không ở lòng đất nhiệt thổ cũng có một chút con dáng của bọn họ đang hoạt động mấy trăm năm qua mãi chưa thể hoàn toàn tiêu diệt vũ anh lan giải thích nhưng mấy chục năm trước ta ở dưới cơ duyên xảo hợp đạt được một cơ hội đóng đinh mục lá bài của ta vào lòng đất nhiệt thổ vốn muốn dựa vào lá bài này cung cấp tình báo hoàn toàn sang bằng tổ chức tinh quan chi nhánh lòng đất, nhưng lá bài này biểu hiện tốt ra ngoài dự đoán của mọi người. Nếu chỉ dùng để đối phó vẻn vẹn một chi nhánh lòng đất, tựa như có chút tài lớn dùng vào việc nhỏ, vừa lúc khi đó diễn đàn trực tiếp giết chóc của tập đoàn thiên nhãn chúng ta cũng dần dần trèo lên đỉnh phong, sức ảnh hưởng trải rộng toàn bộ đế quốc, ta liền bắt đầu cân nhắc một khả năng hoàn toàn mới. Lệ Gia Lăng ngẩng đầu, nhìn màn hình thật lớn lơ lửng ở trước mặt bọn họ, trong màn hình, toàn bộ địa hành thần long còn sót lại của tổ chức tinh quang chi nhánh lòng đất hết thảy rõ ràng có thể thấy được, đã sớm bị người tu tiên khóa được tọa độ chính xác nhất. Có một số địa hành thần long thậm chí bị người tu tiên lắp con chip nghe lén và giám thị, có thể mơ hồ nghe được người tu chân hoặc hưng phấn hoặc trầm thấp hoặc mỏi mệt nói chuyện với nhau, nhìn thấy bọn họ đang hơi tỏ ra bệnh thần kinh trà lao pháp bảo, vuốt ve đao kiếm, lắp ráp súng ống, Chờ đợi quyết chiến tìm kiếm thánh điện, hệ thống đã kích lưới kiếm toàn cầu đến. Nhìn thấy chưa, những người tu chân này đang giống như đói khái chờ mong khi sinh thần thánh đến. Vũ Anh Lan khẽ cười một tiếng, nói, bọn họ còn tưởng rằng tiến công thiên không chi thành sẽ là một trận chiến hoa lệ nhất, huy hoàng nhất cũng bi tráng nhất của tổ chức tinh quang mấy trăm năm qua, bọn họ căn bản không suy xét vấn đề thắng bại, bởi vì cho dù cuối cùng thất bại, chỉ cần bọn họ thật sự bày ra tư thái tiến công quy mô hơn nữa tạo thành tổn thương cho dù nhỏ bé nhất đối với thiên không chi thành, mạng châu sa hoa, tin tức này khẳng định sẽ ở sau khi thêm mắm thêm muối biến thành truyền thuyết mới, truyền thuyết người tu chân bất tử, ở tương lai không lâu, mê hoặc một đám ngu ngốc khác. Biến thành người tu chân mới. Đây là tính toán của bọn họ, thắng thua không sao cả, bọn họ chỉ muốn một cái chết trận oanh oanh liệt liệt, chỉ muốn đường đường đế quốc chân nhân loại ở trên tầng diện nào đó, thừa nhận người tu chân là một khái niệm đủ để đánh đồng với người tu tiên, cũng mượn nó tuyên dương tư tưởng của mình, như thế mà thôi. Chỉ tiếc, tuyệt đối không có một người tu chân nào sẽ nghĩ đến, lần này cái gọi là một trận chiến bi tráng, tiến công thiên không chi thành, từ đầu tới đuôi đều là người tu tiên chúng ta bày ra, hơn nữa ta ở các khâu đều đã xếp vào lượng lớn nhân thủ của chúng ta. Bọn họ cho rằng mình đang phát động một cuộc chiến tranh thần thánh, là vô cùng quang vinh, trang nghiêm, chính nghĩa, không biết đây chỉ là một lần trực tiếp cùng trò chơi bọn họ chẳng qua là thằng hề cùng món đồ chơi để người ta tìm niềm vui trong trò chơi xem nơi này ngay từ đầu chúng ta đã có thể theo dõi nhất cử nhất động của lượng lớn người tu chân nghe bọn hắn nói những lời nói hùng hồn ngu ngốc tới cực điểm kia những lời nói hùng hồn này nếu đổi một cảnh tượng phối với một ít âm nhạc bi tráng nghe qua có lẽ sẽ có vài phần sức hấp dẫn nhưng nếu ở trong này phối thêm một ít tiếng cười thì sao làm chút âm hiệu buồn cười thì sao, nếu ở trên mặt bọn họ kê mấy khung thoại nói năng ngọt xớt thì sao. Từ đó, khi đối tượng người tu chân rất muốn tranh thủ, cũng chính là người vượng chiếm 99% trung hạ tầng đế quốc nhìn thấy những hình ảnh trải qua chúng ta bào chế tỉ mỉ, sẽ sinh ra ấn tượng thế nào đối với người tu chân. Rốt cuộc sẽ cho rằng bọn họ là dũng sĩ thiêu thân lao đầu vào lửa, ngu ngốc châu chấu đá xe, hay là thằng hề không biết trời cao đất rộng. Còn có nơi này, thấy chưa, đây là chiến trường chính dưới lòng đất ta tỉ mỉ thiết kế, thánh điện người tu chân, vì có mánh lới hơn chút, ta thậm chí còn bịa ra một cái khái niệm người tu chân thất lạc ngàn năm. Thật ra cái này cũng không tính là cá nhân ta sáng tác, mà là ở quá khứ trong những tổ chức tinh quang chết tiệt kia vẫn luôn truyền lưu, không có gì ngoại trừ là vì khích lệ sĩ khí cho nên bịa ra hình tượng một người tu chân cổ đại, một vị thần thần thông quảng đại, trăm trận trăm thắng. Phải biết rằng, đây là một kẻ phản kháng căn bản không tồn tại, đế quốc lại phải giết chết hắn hoặc là chứng minh hắn không tồn tại như thế nào đây lần này để chúng ta ở trong trò chơi tỉ mỉ an bài này để vị người tu chân thất lạc ngàn năm này lấy diện mạo thằng hề ra sân dùng phương thức này nói cho toàn bộ dân chúng cả đế quốc tín ngưỡng cùng hy vọng của người tu chân rốt cuộc buồn cười bao nhiêu dưới lòng đất như thế vũ trụ cũng như thế tóm lại thiên la địa võng đã trải ra toàn bộ cạm bẫy đều đã bố trí xong chúng ta phải bắt giữ được mỗi một vẻ mặt của người tu chân từ hy vọng đến thất vọng đến tuyệt vọng phải tận mắt thấy khi bọn họ biết sứ mệnh thần thánh mình tan xương nát thịt đầu nhập vào chỉ là một trò chơi bày sẵn sắc mặt đó rốt cuộc có bao nhiêu đặc sắc thậm chí muốn để dân chúng bình thường những người vượng kia tham dự vào chiều sâu làm bọn họ sinh ra người tu chân là kẻ đáng thương không chịu nổi một đòn là đối tượng bị cười nhạo cùng châm chọc tất cả đều ở trong sự khống chế của đế quốc cùng người tu tiên một loại cảm giác như vậy ở lúc cùng đường, hoàn toàn đánh mất hy vọng, rất nhiều người đều nguyện ý làm anh hùng bi tráng, gió rền vang hề dịch thủy hàng, loại cảm giác chiến đấu hăng hái đẫm máu, kiệt sức, ngã trên núi thay biển máu đó thậm chí còn tương đối lãng mạn. Nhưng vô luận như thế nào, tuyệt đối không ai muốn làm ruồi bỏ trong bình thủy tinh trong suốt, nhất cử nhất động đều bị người ta nhìn thấy rõ ràng rành mạch, thật sự là kẻ đáng thương đã buồn cười lại đáng buồn. Bây giờ, người tu chân tổ chức tinh quang, chính là như thế, kẻ đáng thương trong bình thủy tinh trong suốt đối với những kẻ đáng thương này chúng ta có thể không giết thì cố gắng không muốn giết chúng ta sẽ bắt sống bọn họ đưa đến thiên không chi thành mạng châu xa hoa để điều chế làm bọn họ nhận thức được tín ngưỡng quá khứ rốt cuộc ngu xuẩn cùng buồn cười bao nhiêu mà ở sau khi thay da đổi thịt một lần nữa làm người nhận thức đối với tu tiên đại đạo lại là khắc sâu như thế nào tin tưởng ta ở sau khi hoàn toàn hiểu biết chân tướng lại bị đưa vào thiên không chi thành mạng châu sa hoa tiếp nhận cải tạo bọn họ nhất định sẽ xảy ra kịch biến chạm đến linh hồn đến lúc đó có thể đưa bọn họ tiếp nhận cải tạo quá trình dần dần tỉnh ngộ cũng chế tác thành tiết mục trực tiếp cũng an bài bọn họ ở toàn đế quốc tiến hành tuyên truyền giảng giải lưu động tuy thủ tục phiền toái một chút nhưng ta tin tưởng muốn triệt để tiêu diệt người tu chân và tư tưởng của bọn họ không để lại quá nhiều cái đuôi thật đúng là chỉ có thể làm như vậy lệ gia lăng không nói một lời nghe đến đó tán thưởng từ đáy lòng thật sự là ý kiến hay ta tin tưởng trải qua một cuộc chiến tranh trực tiếp tỉ mỉ mưu tính như vậy nhất định không có bất luận kẻ nào muốn trở thành người tu chân mất mặt xấu hổ nữa chính là ý tứ này được thiếu niên mình tự mình điều chế ra thậm chí ở trên rất nhiều chi tiết điều chế đều giống mình như đúc thiệt tình thực lòng khen vũ anh lan cũng nhịn không được mỉm cười lên nói ta xưa nay không mê tính bạo lực tuyệt đối hoặc là nói lực lượng thật sự chưa bao giờ chỉ là đơn thuần bạo lực đơn giản như vậy, cá lớn nuốt cá bé. Người thắng làm vua đương nhiên là chân lý, nhưng kẻ nào là mạnh, kẻ nào là yếu, trừ sức chiến đấu, còn có ngàn ngàn vạn vạn nhân tố ảnh hưởng. Ít nhất, ở hôm nay, muốn triệt để tiêu diệt tư tưởng người tu chân, không phải đơn thuần dựa vào bạo lực có thể làm được. Ta hiểu rồi. Lệ Gia Lăng như có chút đâm chiêu gật gật đầu, lại nhìn thoáng qua Lệ Linh Phong, chỉ là, vì sao phải dẫn ta đến xem những thứ này, lại vì sao phải nói với ta những thứ này. Lệ Linh Phong cười cười, nói, trực tiếp chiến tranh tiêu diệt, tổ chức tinh quang không phải quan trọng như vậy, trọng điểm là ta hy vọng ngươi có thể nhìn thấy loại lực lượng hoàn toàn mới này, lực lượng thông qua truyền thông, khống chế con mắt, thao túng lòng người. Trực tiếp giết chóc diễn đàn này từ cấu tứ đến hoàn thiện đã có tốt mấy chục năm thời gian, nhưng quá khứ chúng ta là dùng nó để giành lợi nhuận và trấn an cảm xúc của người vượng. Nói thật, chưa đào móc ra một góc trong tảng băng trôi tiềm năng thật sự của nó. Nhưng hôm nay, nghe xong đoạn giới thiệu này của Vũ Anh Đại Nhân, ngươi hẳn là cũng có thể mơ hồ cảm giác được núi băng dấu ở dưới mặt biển rốt cuộc khổng lồ bao nhiêu, lại sâu không lường được cỡ nào. Loại lực lượng này có thể ở trong tích tắc gây tê hoặc kích thích ý chí cùng cảm xúc của ức vạn người, làm bọn họ theo tiết mục chúng ta tỉ mỉ bố trí, lâm vào logic của chúng ta, dựa theo ý chí của chúng ta để khóc, để cười, để phẫn nộ, để thù hận thậm chí tự hỏi tự cho là đúng loại lực lượng này có thể ở trong ngắn ngủn vài ngày thậm chí mấy mấy giờ đắp nặng người nào đó thành anh hùng lại có thể ở trong vài phút ngắn ngủn mang anh hùng biến thành ác ma ở thời khắc mấu chốt nhất nó thậm chí có thể sử dụng để cướp lấy cùng nắm giữ toàn bộ vũ trụ lần này tiêu diệt nhóm người tu chân bạo loạn tổ chức tinh quang chỉ là bước đầu thử nghiệm mấu chốt là muốn từ trong đó thử và mò mẫm ra một hình thức thành thục làm sao có thể ở trong ảnh hưởng âm thầm, mang lý niệm của chúng ta gieo vào sâu trong não vực toàn bộ quần thể mục tiêu, ở dưới tình huống bọn họ không tự biết. Khống chế bọn họ cao độ, nếu có thể làm được một điểm này, như vậy giá trị của diễn đàn này liền không thể đo lường, có thể dùng nó để làm rất nhiều rất nhiều chuyện phi thường thú vị. Lệ gia lăng nhíu mày, lẩm bẩm, có thể sao? Đương nhiên có thể, đừng xem nhẹ lực lượng trực tiếp giết chóc của chúng ta. Vũ Anh Lan khẽ cười nói, biết không, trong giai tầng người vượng rất nhiều tinh cầu tài nguyên xa xôi của đế quốc, thực sự có rất nhiều người, đặc biệt thanh thiếu niên vì tham gia chiều sâu tiết mục trực tiếp và trò chơi diễn sinh của chúng ta, không tiếc xé rách da mặt với cha mẹ thậm chí rút đau hướng về cha mẹ, giết chết cha mẹ. Cướp đi tiền tài, sau đó còn không quan tâm đầu nhập vào. Ngươi không thể dùng trình độ tâm trí cùng hình thức tư duy của mình để đối chiếu với những người vượng kia. Chúng ta đều là nhân loại hoàn toàn mới tiến hóa cao độ, đối với logic vận hành của thế giới có nhận thức khắc sâu, tự nhiên sẽ không bị chút tài mọn này mê hoặc, nhưng những người vượng kia so với giả thú đần độn mạnh hơn có hạn. Muốn thao túng bọn họ, quá đơn giản, tham lam, buông thả, ghen tị, kiêu ngạo, phẫn nộ, lười biếng. Chỉ cần từ những điểm yếu nhân tính trí mạng này bắt tay vào làm, chúng ta muốn người vượng khóc liền khóc, cười liền cười, thù ghét cha mẹ của mình liền thù ghét cha mẹ của mình. Đến cuối cùng, toàn bộ thần hồn của bọn họ đều bị chúng ta hút đi, chỉ có thế giới trực tiếp giết chóc mới là thế giới thật sự, mà thế giới và người thân bên cạnh bọn họ đều biến thành tồn tại hư vô mờ mịt, trâu ri. Chúng ta là vị thần chí cao của bọn họ, đây là thứ tuyệt đối có khả năng, hơn nữa đang xảy ra. Lệ Gia Lăng khẽ hừ một tiếng, nghe qua thật sự là thiết kế khổng lồ khí thế to lớn, hoành tráng. Như vậy, ở trong hạng mục lớn như thế, ta có thể sắm vai nhân vật thế nào đây? Ta nghĩ, các ngươi tốn nhiều thời gian, tâm huyết và tài nguyên như vậy để điều chế ta, chung quy không hẳn là muốn điều chế một người xem trung thực chứ. Vũ Anh Lan và Lệ Linh Phong liếc nhau, đồng thời cười lên. Sao, còn có oán khí? Vũ Anh Lan cười tủm tỉm nói, ngươi không biết trình độ quý trọng của lệ đại nhân đối với ngươi, ở trên thân ngươi tiến hành tuyệt đại bộ phận điều chế, đều là từng tiến hành vô số lần thí nghiệm, thậm chí từng thử ở trên thân bản thân ta, sau khi xác định tính hiệu quả cùng an toàn mới ứng dụng đến trên thân ngươi mặc dù đau khổ một chút nhưng tuyệt đối không có nguy hiểm trí mạng phóng mắt toàn bộ đế quốc thiếu niên có thể hưởng thụ được loại đãi ngộ này của ngươi cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay hôm nay ngươi tu luyện có thành tựu ngày sau tiền đồ không thể đong đếm chẳng lẽ còn cần rối rắm việc nhỏ không đáng kể trong quá khứ sao ngươi tuy trẻ tuổi lại tuyệt đối là người thông minh ta sẽ không vòng vo với ngươi lệ linh phong vỗ mạnh ở trên vai lệ gia lăng nói lần này mang ngươi đến thiên không chi thành mạng châu xa hoa một mặt là tiếp tục chữa bệnh cho ngươi rút ra phong ấn cổ quái trong đầu ngươi một khi thành công chúng ta rất muốn đóng gói ngươi thành một anh hùng mới đóng gói thành anh hùng lệ gia lăng hơi ngẩn ra lần này là thật sự có chút phát mộng ta anh hùng không sai một anh hùng một minh tinh một siêu cấp thần tượng thịnh hành toàn đế quốc ngàn vạn thiếu nam thiếu nữ vô luận ở giai tầng người vượng hay là người tu tiên trung hạ cấp nơi đó đều cực kỳ xài được thậm chí ở sau khi trải qua một loạt hoạt động cùng thao tác vận hành kinh doanh trở thành người phát ngôn của khái niệm trực tiếp giết chóc này trở thành thần trong cảm nhận vô số người vượng cùng người tu tiên cấp thấp lệ linh phong làm cái động tác tay cuồn cuộn không ngừng nói ra tư tưởng của mình lần này trận chiến tranh trực tiếp tiêu diệt tổ chức tinh quang quy mô không lớn không nhỏ độ khó không cao không thấp chính là một cơ hội tốt nhất, ngay từ đầu chúng ta cũng không cần giới thiệu thân phận và lai lịch của ngươi. Thậm chí cũng không cần xuất hiện mặt mũi thật của ngươi, chỉ cần ngươi mặc một bộ tinh khải thật ngầu, ở lúc hy vọng của người tu chân phá diệt, lộ trò hề, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, từ trên trời giáng xuống, đại sát bốn phương là được. Thông qua phá diệt tinh quang trận chiến tranh trực tiếp này, để ngươi lưu lại ấn tượng khắc sâu ở đáy lòng vô số dân chúng đế quốc sau này tự nhiên còn có thể an bài cho ngươi một loạt nhiệm vụ kinh tâm động phách khúc chiếc ly kỳ cho ngươi lên tận mây xanh đạp tan chính tầng trời trở thành siêu cấp anh hùng thật sự vẻ mặt lệ gia lăng không thể tưởng tượng nhìn lệ linh phong khó tiếp nhận như vậy sao lệ linh phong cười nói nói đến anh hùng đúng rồi ngươi vừa mới xử lý một anh hùng lệ anh hùng phụ thân hắn không dễ chọc chờ sau khi ngươi về đến gia tộc chỉ sợ còn phải đối mặt một hồi sóng gió không lớn không nhỏ ta sẽ không trực tiếp ra tay giúp ngươi ta luôn nghĩ nên như thế nào nhét ngươi vào trong thông đạo bay lên của gia tộc nhưng tuyến đường đào thải và thăng cấp thường quy đều thật sự quá chậm động cái mấy chục năm hơn trăm năm khảo sát cùng bồi dưỡng vô luận ta và ngươi đều không chờ được cho nên dứt khoát vòng ra khỏi khâu sàn chọn rối rắm bên trong gia tộc chúng ta tìm lối tắt khác từ bên ngoài tạo ra một siêu cấp anh hùng cực có sức quyến rũ đến lúc đó Ta muốn làm cho ngươi rất nhiều chuyện, đều sẽ tiện hơn rất nhiều. Lệ Gia Lăng trầm mặt một lát, nói, "Ta thích hợp sao?" Lệ Linh Phong nói, "Sao? Không có lòng tin đối với thực lực của mình." Là không có lòng tin đối với xuất thân của mình. Lệ Gia Lăng nhún vai nói, "Mọi người bên trong gia tộc đều biết, ta chỉ là con của một đôi hạ cấp chiến sĩ. Đây là nơi thích hợp nhất, chúng ta quyết định tiếp tục sử dụng loại cách nói này." Lệ Linh Phong cười nói, từ đế quốc chân nhân loại thành lập lên, đã luôn luôn tuyên dương lý niệm anh hùng không hỏi xuất thân, chỉ cần đủ liều mạng, mọi người đều có thể thành công, xuất thân tầng dưới chót nhưng không cam lòng sa đọa, một đường giao tranh cuối cùng trở nên nổi bật, đây là bức họa người tu tiên đế quốc tiêu chuẩn. Cũng là hình tượng anh hùng có thể hấp dẫn người ta nhất. Chỉ tiếc, đế quốc dù sao kéo dài ngàn năm, cây to có cành khô, đế quốc ngàn năm, các loại mâu thuẫn và tệ nạn kéo dài lâu ngày cũng đều dần dần hiển hiện ra giai tầng cố hóa đó là một vấn đề tương đối nghiêm trọng vũ anh lan thở dài tiếp ra nói không biết lệ đại nhân có từng nghe một câu nói gỡ bây giờ truyền lưu trong giới người tu tiên lão tử nguyên anh con cái nguyên anh lão tử kim đan con cái kim đan tuyệt đại bộ phận mọi người cuối cùng có thể đạt tới cảnh giới bao nhiêu đều ở tu vi cùng cảnh giới của cha ông do đó không ít người tu tiên trung hạ tầng không có bối cảnh và con đường lòng người nhấp nhô nếu chỉ là nản lòng thoái chí tiêu diêu tự tại vẫn tính là tốt, chỉ sợ sinh ra tâm tư khác, vậy. Người vượng đều là đám ô hợp, phát động nhiều bạo loạn nữa cũng không đủ gây sợ hãi, nhưng người tu tiên trung hạ tầng chính là căn cơ của đế quốc, nếu ngay cả bọn họ cũng không nhìn thấy hy vọng, bụng đầy oán khí, vấn đề liền tương đối nghiêm trọng rồi. Ai nói không phải chứ, bây giờ dù sao không phải thời đại hắc tinh đại đế ngàn năm trước, niên kỷ kia tinh thần hừng hực, phát triển không ngừng, mọi người đều tràn ngập hùng tâm tráng chí muốn vị văn minh nhân loại thiêu đốt tất cả người tu tiên bây giờ cũng đã sớm không phải người tu tiên ngàn năm trước thói đời ngày sau thế hệ sau không bằng thế hệ trước lại có bao nhiêu người còn có thể giống ta chỉ cần có tài là tiến cử hoàn toàn quán triệt khái niệm cường giả vi tôn chỉ cần đủ mạnh có tiềm lực thì có tư cách kế thừa tài nguyên và lực lượng của ta mà không đi quản cái gì huyết duệ hay không con cháu hay không lệ linh phong có chút không cho là đúng lắc lắc đầu lại tập trung ánh mắt đến trên người lệ gia lăng, nhưng vì như thế mới càng có thể thể hiện ra sự quý giá của ngươi, con em bình thường trong gia tộc, thiên phú thường thường, nhận hết các loại khuất nhục lại vẫn không bỏ cuộc. Thông qua gian khổ không ngừng nỗ lực rốt cuộc ngược dòng thần kỳ, ở trong vũ trụ vô tận tỏa sáng rạng rỡ. Quả thực là hình tượng hoàng mỹ không sức mẻ. Thế nào, có muốn thử một chút không? Thiếu niên lâm vào rối rắm trầm mặt. Hoặc là nói, Nhìn qua Lâm vào cực kỳ rối rắm trầm mặt. Trầm mặt hồi lâu, một lần nữa ngẩng đầu, đáy mắt đã có dục vọng cùng giả tâm bị hai vị đại lão kẻ sướng người họa gợi lên, nhưng cũng có một tia phòng bị bản năng. Ta có thể hỏi một vấn đề không? Thiếu niên cắn môi, rối rắm nói, các ngươi nhọc lòng muốn đóng gói ra hình tượng một anh hùng như vậy, mục đích cuối cùng thật sự rốt cuộc là cái gì? Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Lệ Linh Phong trầm mặt một lát, khẽ thở dài, nói, nếu ta nói, chúng ta nhọc lòng làm tất cả cái này, chỉ là vì tự bảo vệ mình, ngươi tin hay không? Lệ Gia Lăng chớp chớp mắt, tự bảo vệ mình. Loại lực lượng này chúng ta vừa rồi nói, thông qua diễn đàn siêu cấp trực tiếp giết chóc này để khống chế lực lượng lòng người, nó tuy cường đại, nhưng cũng cực kỳ yếu ớt, cực dễ dàng bị phá hủy triệt để. Lệ Linh Phong nói, từ xây dựng cơ sở linh võng tinh hải quy mô lớn vượt qua đại thiên thế giới, đến toàn bộ tinh cầu cụ thể một đại thiên thế giới nào đó kết nối tin tức, thậm chí là lựa chọn đầu cuối máy tính nào đó phù hợp yêu cầu của chúng ta, vân vân và vân vân, nhân tố không xác định mà các phương diện liên lụy đến thật sự quá nhiều. Có rất nhiều người tư tưởng sơ cứng, dậm chân tại chỗ sợ hãi loại lực lượng hoàn toàn mới, chưa biết này, cho rằng loại lực lượng này sẽ tạo thành uy hiếp đối với trật tự của bọn họ lấy tàu vũ trụ, kiếm lưỡi cưa cùng roi chiến điện từ xây dựng lên, bởi vậy không để ý tất cả cũng phải hủy diệt sự nghiệp của chúng ta còn có một số người nhìn ra giá trị và tiềm lực của loại lực lượng này dùng mọi thủ đoạn tồi tệ muốn cướp nó đi như là ký sinh trùng vô sĩ muốn vương xúc tu hút máu đến trong sự nghiệp của chúng ta mang mỗi một giọt tâm huyết chúng ta tích lũy trăm năm đều hít không còn một mảnh chính cái gọi là cây to đón gió ta và vũ anh lan có thể dơ cao khái niệm trực tiếp giết chóc này đi tới hôm nay thật sự là ở trong dòng nước xiết hừng hực thiêu đốt ngược dòng mà lên, mỗi một bước đều phải nơm nớp lo sợ, đi tới mỗi một tất đều phải đối mặt vô số bão táp mưa sa, đã kích ngấm ngầm hay công khai xâm nhập. Có chút vô ý sẽ tan xương nát thịt, rơi vào cục diện vạn kiếp bất phục. Muốn giữ được phần sự nghiệp vất vả sáng tạo ra này, chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể không ngừng hướng về phía trước, chứng minh lực lượng của trực tiếp giết chóc, hấp dẫn nhiều tài chính và tài nguyên hơn, tụ lại mối quan hệ cấp bậc cao hơn tạo ra thương hiệu lòng người càng thêm tươi sáng mà xâm nhập. Đóng gói ra một siêu cấp anh hùng mọi người cả đế quốc đều biết. Chỉ có như vậy, những kẻ bụng dạ khó lường kia ở trước khi xuống tay với chúng ta mới sẽ cân nhắc một chút, ngươi hiểu chưa? Lông mi lệ gia lăng rung nhẹ nhẹ, vẻ mặt không thể tin được nói, lấy địa vị của ngài ở lệ gia, còn có vũ anh đại nhân vương tộc như vậy tự mình thao tác, cũng có thể bị người khác dòng nó sao? Vương tộc Vũ Anh Lan cười tự dẻo, ở đế quốc chân nhân loại, không đáng tiền nhất chính là vương tộc, trải qua suốt một ngàn năm đâm chồi nảy lộc bây giờ cảnh nội đế quốc họ, Vũ Anh, ít nhất có hơn trăm vạn người, trong đó 99% đều là hạng người phiến lý chức tịch, mặc dù chi thứ gần như ta, cũng nhiều như lông trâu, khi đề cập đến lợi ích cụ thể. Ai còn quản ngươi cái gì vương tộc hay không? Ở cao thì không khỏi lạnh, vừa rồi đã nói với ngươi, ta ở bên trong gia tộc leo càng cao, sẽ có càng nhiều người âm thầm nhìn chầm chầm vào ta. Lệ Linh Phong ngừng lại một chút, nhìn quét Vũ Anh Lan, tiếp tục nói, ở chỗ Vũ Anh Đại Nhân, chuyện này cũng không tính là bí mật quá lớn, nói ví dụ em gái tốt kia của ta, mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu Lệ Linh Hải đế quốc chúng ta, chính là một kẻ phái bảo thủ hoàn toàn. Đối với trực tiếp giết chóc loại đưa lên tin tức quy mô lớn này đề cập đến cả đế quốc, tồn tại phản cảm theo bản năng, luôn cảm thấy phương thức này tước đoạt quyền uy của đế đô, không có lúc nào là không cân nhắc cướp đi trực tiếp giết chóc nếu không thể cướp đi thì dứt khoát hủy diệt hoàng hậu là nhân vật lợi hại vũ anh lan nheo mắt thêm một câu ở đế đô cực thiên giới thiên cực tinh ai chẳng biết vị đương kim hoàng đế bệ hạ này vừa mới đánh thắng thánh minh giả tâm bừng bừng muốn làm thiên cổ nhất đế thứ hai sau hắc tinh đại đế anh minh thần võ đến cực điểm căn bản chỉ là phế vật chí lớn nhưng tài mọn nếu không phải hoàng hậu ở sau lưng thao túng hắn đừng nghĩ phát động cho dù một hồi chiến dịch đúng vậy lệ linh phong thở dài nói năm đó ai có thể ngờ được đứa em gái đơn thuần đi tuyến đường vũ lực này của ta có thể trưởng thành tới hôm nay trình độ đáng sợ như vậy thậm chí còn lục thân bất nhận đối với ta người anh em ruột cùng cha cùng mẹ này cũng không nói tình cảm như vậy bị cô ta nhằm vào chúng ta trừ nỗ lực tự bảo vệ mình còn có lựa chọn gì khác đây tóm lại hắn lại vỗ tay đến trên vai thiếu niên bất động thanh sắc cảm giác mỗi một bó cơ rung động của thiếu niên dựa vào đây để nắm chắc tâm lý biến hóa vi diệu của thiếu niên mặc kệ ngươi đối với cách làm trước đây của ta và vũ anh lan có bao nhiêu hiểu lầm ta đều hy vọng ngươi có thể biết đây là tốt cho ngươi ta rất hy vọng ngươi có thể gia nhập đến trong sự nghiệp của chúng ta bởi vì vô luận ngươi gia nhập hay không ở trong mắt người ngoài ngươi chính là người của ta một điểm này là tuyệt đối không thay đổi được nếu một ngày kia sự nghiệp của chúng ta ầm ầm sụp đổ ta và Vũ Anh Lan đều thân bại danh liệt, vạn kiếp bất phục, ngươi cũng tuyệt đối không có cách nào đặt thân ra ngoài sự việc, sẽ có rất nhiều người bắt ngươi đi các miếng nghiên cứu, mưu toan từ trong đó phát hiện kế hoạch khởi nguyên, cùng với bí mật thiên không chi thành. Mạng châu sa hoa, điều chế ngươi như thế nào, đến lúc đó ngươi liền biết, địa ngục thật sự có bộ dáng thế nào. Thế nào, còn muốn trở về suy xét một lần nữa không? Lệ Gia Lăng nhìn màn hình thật lớn trên vách tường cung điện hình cầu xung quanh trên màn hình là những kẻ đáng thương nhốt ở trong bình thủy tinh trong suốt đang hướng tới phương hướng bọn họ tưởng là hào quang không để ý tất cả hung hăng lao tới lại ở trên thủy tinh trong suốt bị va đập vỡ đầu chảy máu một lần lại một lần trăm chết mà không hối hận không cần nữa thiếu niên nheo mắt khóe miệng cong lên lộ ra mỉm cười khó bề phân biệt trở thành anh hùng tựa như cũng rất có ý tứ nhưng ta có thể đi ngục giam tổ ông trước một lúc hay không ngục giam tổ ông. Vũ Anh Lan và Lệ Linh Phong liếc nhau, tò mò nói, ngươi muốn đi nơi đó làm gì? Vừa rồi các ngươi không phải nói, hy vọng ta mặc tinh khải vô cùng ngầu từ trên trời giáng xuống, đại sát bốn phương sao. Lệ Gia Lăng cười tủm tỉm nói, vậy ta đương nhiên phải chuẩn bị một phen hẳn hoi, mới có thể mang lực lượng đè nén mười mấy năm phóng hết ra. Ta muốn chọn mấy bộ tinh khải, lại đi ngục giam tổ ông tìm mấy tên tù phạm lợi hại đi ra đã ghiền hẳn hoi, lệ anh hùng kẻ như vậy, giết giống như là dẫm chết một con kiến, thật sự là một chút ý tứ cũng không có. Thì ra là thế, đương nhiên có thể. Vũ Anh Lan vui mừng quá đổi, liên tục gật đầu nói, ngươi vừa mới gỡ bỏ phong ấn, là nên tiến hành một ít tu luyện mang tính thích ứng, trong thời gian ngắn nhất kích hoạt tiềm lực lớn nhất của mình, ta có thể ở bên dưới giúp ngươi mở riêng một khu vực tu luyện lại từ ngục giam tổ ông giúp ngươi bắt một đám cao thủ lợi hại nhất ra tùy ngươi chơi như thế nào cũng được không cần phiền toái như vậy vẫn là ta trực tiếp đi ngục giam tổ ông tìm kiếm mục tiêu thoạt nhìn thuận mắt đi lệ gia lăng liếm liếm môi vẻ mặt bụng đói kêu vang ta mơ hồ có loại dự cảm ba năm cao thủ tuyệt đối không làm no được bụng của ta chỉ sợ đến lúc đó tổn hại quá nhiều tù phạm sẽ ảnh hưởng kế hoạch thí nghiệm tiếp sau của vũ anh đại nhân hay không ha 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 Vũ Anh Lan cười lên, khoát tay áo nói, yên tâm chơi, tùy tiện chơi, trận chiến này qua đi, chúng ta sẽ có nguyên liệu thí nghiệm cung ứng phi thường đầy đủ. Được, lệ đại nhân nếu không có ý kiến, vậy ta liều bảo người mang ngươi đi ngục giam tổ ông, ngươi muốn chơi như thế nào cũng được. Ta không có ý kiến, A Lăng, ta biết ngươi vẫn luôn là đứa nhỏ cực thông minh, huống chi cho dù vốn là kẻ ngu ngốc không ai bằng, nhiều năm như vậy bị chúng ta rót vào, cũng nên biết lựa chọn thế nào mới sáng suốt nhất tốt nhất đối với bản thân lệ linh phong nhìn lệ gia lăng mỉm cười nói chuyện phương diện tu luyện ngươi tự xem mà làm có gì không hiểu có thể tới hỏi ta bất cứ lúc nào nhưng thời gian của ngươi sẽ không nhiều nhiều nhất một đến hai ngày trong vòng một hai ngày nhiệm vụ cấp sử thi của chúng ta sẽ trình diễn một màn hoa lệ nhất đến lúc đó chúng ta sẽ lựa chọn một khâu kinh tâm động phách treo dây lòng người ta nhất cho ngươi cắt vào vậy ta đi luôn bây giờ Lệ Gia Lăng gật gật đầu, bỗng như là nhớ tới cái gì, đúng rồi, còn có việc nhỏ không đáng kể ta không quá hiểu. Hai vị đại nhân đều nói lý niệm của người tu chân là đã ngu xuẩn lại nguy hiểm, bao gồm bản thân ta cũng cho rằng đó là thứ kẻ ngu ngốc mới sẽ tin tưởng, nhưng vì sao chính là sẽ có nhiều người như vậy người trước ngã xuống. Người sau tiến lên đi tín ngưỡng, suốt một ngàn năm, mãi cũng không thể diệt sạch chứ. Cái này sao? Đối mặt đôi mắt tràn ngập tò mò của thiếu niên, Lệ Linh Phong trầm ngâm một lát, có chút bất đắc dĩ nói, có lẽ là vì, trong mảng tinh hải này kẻ ngu ngốc thật sự quá nhiều đi. Cảng vũ trụ vòng ngoài thiên không chi thành, trong bến tàu số 9, tàu vận tải rách mướp đang lơ lửng ở trên không, toàn bộ hàng hóa và nhân viên đều bị dọn sạch, chuẩn bị tiến hành toàn diện sửa chữa cùng thăng cấp. Nhưng tàu vũ trụ sắp xếp ở phía trước tiến hành sửa chữa cùng kiểm tra đo lường còn có nhiều tới mấy chục chiếc, ít nhất cần 3 năm ngày sau mới có thể đến lượt con tàu vận tải thường thường không có gì lạ này cho nên giờ phút này ai cũng không biết ở trong không gian tầng sâu bí ẩn nhất của tàu vận tải còn có một hóa thần lão quái tức sùi bọc mép đang ngồi giết người tru tâm người tu tiên thật sự quá đáng lắm rồi lý diệu quắc mắt nhìn trừng trừng vỗ đùi thật mạnh bọn hắn thế này không chỉ là muốn tiêu diệt thân thể người tu chân chúng ta càng muốn làm bẩn tinh thần và linh hồn chúng ta mà thật sự là chó rác rưởi vô sĩ không biết xấu hổ âm hiểm hạ lưu dơ bẩn xấu xa không chút nhân tính không bằng cầm thú không phải nha khuyết sắc tâm ma nghiêm túc nói ta cảm thấy thủ đoạn người tu tiên đối phó người tu chân cùng thủ đoạn ngày xưa lúc ở tinh diệu liên bang người tu chân đối phó người tu tiên đều khác đường lối cùng hiệu quả kỳ diệu như nhau nhớ năm đó liên bang cũng là càng thêm chú trọng tiêu diệt lý niệm và tinh thần người tu tiên vượt lên tiêu diệt thân thể bọn họ Lý Diệu, phải không? Khuyết sắc tâm ma, đúng vậy, liên bang cũng chưa phán xử người tu tiên tô trường phát tử hình, mà là để hắn làm giáo sư đại học, coi như động vật bảo hộ quý hiếm nuôi cho người ta vây xem, chẳng phải là không khác gì cách làm của Lệ Linh Phong, Vũ Anh Lan hôm nay. Ta nhớ rõ chủ ý này chính là ngươi ra, bao gồm tư tưởng là giết không chết, các kiểu lời nói như thế, ngươi cũng từng nói đó. Lý Diệu Thế mà lại có việc này, ta không nhớ rõ khuyết sắc tâm ma không sao ta từ trong kho ký ức lấy ra thanh âm và hình ảnh giúp ngươi nhớ lại một chút lý diệu ạch không cần ta đã nhớ ra rồi khuyết sắc tâm ma đúng thôi chính là một lần đó ngươi tự cho là tất cả đều ở trong nắm giữ người tu tiên tô trường phát đã là cá trong chậu không nhấc lên nổi chút sóng gió nào cho nên ngươi muốn giết người tru tâm biến hắn thành một tài liệu giảng dạy sống dùng sự nhỏ bé và xấu xa ghê tẩm của hắn làm nổi bật bản thân cao lớn chính nghĩa cùng quang minh không ngờ cuối cùng vẫn chơi quá làm hỏng mất bồi dưỡng ra lửa khinh trần quái thai này suýt nữa dẫn tới người người oán trách vạn kiếp bất phục tội đáng chết vạn lần lý diệu cảm ơn ngươi nhắc nhở ta đã hoàn toàn nhớ ra nhưng trọng điểm của chúng ta lần này tự như là người tu tiên vô sĩ không biết xấu hổ mưu mẹo nham hiểm có phải không cần thiết nhắc thêm chuyện quá khứ hay không vẫn là nghĩ cách phá giải cục diện trước mắt đi. Vậy mấu chốt vẫn là ở trên thân, lệ gia lăng, tiểu quái vật này. Huyết sắc tâm ma nói, tựa như năm đó ngươi tuyệt đối không ngờ được sẽ xuất hiện, lữ khinh trần, một tiểu quái vật như vậy, kết quả bị hắn hung hăng tác cho một phát, đánh cho đầu óc choáng ván răng rơi đầy đất, cuối cùng nếu không phải vận khí tốt có rất nhiều cao thủ bao gồm ta ở bên trong giúp ngươi chùi đít. Ngươi đã sớm về nhà bán trứng vịt muối. Lệ gia lăng hôm nay, hoàn toàn có năng lực trở thành nhân vật giống như Lữ Kinh Trần, trở thành chìa khóa phá cục. Mà ta xem bộ dáng Vũ Anh Lan và Lệ Linh Phong hai tên đầu trâu mặt ngựa lông mày xếp này, nhắm chừng là không có dũng khí như ngươi, có nhiều cao thủ ngoài dự liệu như vậy nhảy ra chùi đít cho bọn hắn, bỏ đá xuống giếng trái lại tuyệt không phải ít. Lý Diệu Chúng ta có thể đừng nhắc Lữ Kinh Trần nữa không? Lệ Gia lăng chân đạp đĩa bay, đi theo ba kẻ quản lý ngục giam tổ ong, ở trong hành lang kim loại thông hướng một giam chậm rãi di động hắn mặc một bộ quần áo chiến đấu cấp nano mỏng như cánh ve lại kiên cường dẻo dai tới cực điểm đường nét mỗi một bó cơ đều hiện ra toàn bộ mà quần áo chiến đấu ở ngực bụng cùng các chỗ khớp còn có hệ thống tinh thạch phù trận cường hóa lập lòe tỏa sáng làm quanh thân hắn quanh quẩn hào quang ôn hòa càng tăng thêm vài phần hương vị thần bí khó lường cho thiếu niên một bộ đồ mạnh mẽ lại thêm giả tâm cùng dục vọng ở đáy mắt hầu như không che giấu được, làm hắn nhìn qua giống như là một thiếu niên tu tiên tiêu chuẩn, mới ra đời, giả tâm bừng bừng, sốt ruột không chờ nổi muốn nắm giữ toàn bộ thế giới ở trong tay. Này, ngươi đang nghĩ cái gì, sao nãy giờ không nói gì? Lý Diệu ở trong bụng thiếu niên phát ra một gợn sóng, theo thần kinh trong tủy sống một đường đi lên não vực của hắn, sẽ không là có chút do dự, lại không muốn chạy trốn nữa chứ. Lệ Gia Lăng cười, vì sao sẽ hỏi như vậy? Lý Diệu nói, bởi vì ta cảm thấy, lời lệ Linh Phong và Vũ Anh Lan nói nghe qua còn rất có đạo lý, ném ra điều kiện cũng rất mê người nha, đóng gói ngươi trở thành siêu cấp anh hùng mọi người toàn đế quốc đều biết. Chật 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 chật, ta cảm thấy trong 100 thiếu niên nhiệt huyết có 99 người đều muốn trở thành siêu cấp anh hùng, chẳng lẽ ngươi chưa từng muốn? Mặc dù đối phương thật là đang lợi dụng ngươi, nhưng ít ra ngay từ đầu bọn họ khẳng định sẽ không làm chuyện ngu xuẩn mổ gà lấy trứng, cho dù thực có âm mưu gì nhằm vào ngươi vậy cũng là chuyện ở sau khi đóng gói ngươi thành siêu cấp anh hùng cho nên ngươi thật sự không động lòng không muốn sướng trước một chút sao nếu ngươi lo lắng ta sẽ thay đổi vậy thật sự nghĩ nhiều rồi lệ gia lăng thản nhiên nói thứ nhất ta đã sớm nói với ngươi ta muốn trải qua là cuộc sống tùy theo ý muốn coi trời bằng vung không có bất luận kẻ nào có thể ra lệnh đối với ta vô luận là người thừa kế lệ gia hay là người phát ngôn diễn đàn trực tiếp giết chóc hay là siêu cấp anh hùng cái gì ta không có chút hứng thú thứ hai mặc dù ta thật muốn trở thành một anh hùng hoặc là muốn bất cứ thứ gì ta cũng sẽ dựa vào hai tay của mình để đoạt lấy không cần bất luận kẻ nào đóng gói một anh hùng đóng gói ra ở mặt ngoài uy phong nữa được hoan nghênh nữa trong xương cốt còn không phải kẻ đáng thương nhốt ở trong bình thủy tinh trong suốt vĩnh viễn phải chấp hành mệnh lệnh của Lệ Linh Phong và Vũ Anh Lan, phải tiếp nhận nhạc dạo cùng phong cách bọn họ định ra, phải cả đời sinh hoạt tại trong bóng ma của bọn họ, biến thành rối gỗ điều khiển bằng dây từ bọn họ. Hừ, thế này tính là anh hùng cái rắm chó gì? Thứ ba, ta thấy phương án đóng gói anh hùng này của bọn hắn không phải đơn giản như vậy, vừa rồi nghe được chưa, Lệ Linh Phong lại một lần nữa nhắc tới tên em gái hắn, Lệ Linh Hải, đây là lần thứ hai trong vòng nửa ngày ngắn ngủn không biết vì sao ta mơ hồ có loại cảm giác lệ linh phong ở trong âm thầm hướng ta rót vào một loại quan niệm lệ linh hải vị hoàng hậu đế quốc này sẽ cấu thành uy hiếp to lớn đối với sự tồn tại của ta hắn muốn ta tin tưởng lệ linh hải ở giai đoạn ta vẫn là phôi thai đã mưu toan hủy diệt ta mà bây giờ một khi bắt được ta lại sẽ đưa ta đi cắt miếng nghiên cứu đây là ảo giác của ta sao không phải ảo giác lý diệu nói lệ linh phong thật là ý tứ này hắn hy vọng ngươi đối với lệ linh hải sinh ra hiểu lầm và phòng bị thậm chí là địch ý địch ý đúng hình như là như vậy lệ gia lăng công lên khóe miệng nheo mắt rất có ý tứ lệ linh phong rốt cuộc vì sao hy vọng ta sinh ra địch ý nồng đậm đối với lệ linh hải huống chi tiểu bối vô danh bé nhỏ không đáng kể giống như ta sinh ra địch ý đối với đường đường hoàng hậu đế quốc lại có quan hệ gì sẽ tạo thành đã kích gì đối với lệ linh hải đây thực đáng giá nghiên cứu một phen hẳn hoi. Vô luận như thế nào, Lệ Linh Phong gãy bàn tính cao thâm nữa, hắn cũng đã phạm vào một sai lầm trí mạng, thật sự, quá coi thường ta rồi. Hắn không phải quá xem thường ngươi, mà là quá coi thường năng lực của mình cùng Vũ Anh Lan, hoặc là nói, ở trên hạng mục này của ngươi, dùng sức quá mạnh rồi. Lý Diệu nói, chỉ sợ đến bây giờ hắn cũng chưa phát hiện, mình điều chế ra, rốt cuộc là một quái vật đáng sợ cỡ nào mà tiểu quái vật này bản thân đã khó chơi tới cực điểm thế mà lại chiếm được một người tu chân khác thực lực cao thâm khó lường trí mưu thâm thúy như biển nhân phẩm cao thượng vĩ ngạn vô tư giúp đỡ một ván này chỉ sợ còn chưa chống lại lệ linh hải hắn đã chết tương đối khó coi lệ gia lăng ta muốn hỏi ngài một vấn đề cũng nói rồi đừng ngài cứ ngươi bằng không thì diệu ca muốn biết gì hỏi đi lý diệu sản khoái nói quá khứ trong giáo dục tiếp nhận ở lệ gia cũng đề cập đến một ít miêu tả đối với người tu chân trên những tài liệu giảng dạy cùng tư liệu tuyên truyền đều nói người tu chân thành kẻ ở mặt ngoài đường hoàng trong xương cốt nam đạo nữ sướng chỉ biết nói bốc nói phét hót như khú. thời khắc mấu chốt lại sợ đầu sợ đuôi không dám làm ra quyết đoán chính xác cuối cùng gieo hại vô cùng liên lụy toàn bộ văn minh mà những năm cuối người tu chân nắm giữ nước cộng hòa tinh hải càng là một thời đại một nát xuống dốc tới cực điểm cho nên mới sẽ lọc vào thánh minh xâm nhập, bị thánh minh đánh cho hoa rơi nước chảy. Liên lụy đế quốc vừa mới thành lập đã phải chùi đít cho cục diện rối rắm người tu chân lưu lại, suốt ngàn năm cũng chưa xoay người. Lệ gia Lan mặt đầy nghiêm túc nói, trước kia ta rất tán đồng ý kiến như vậy, không đúng, là cho tới bây giờ cũng cảm thấy rất có đạo lý, nhưng vừa rồi gặp Lệ Linh Phong và Vũ Anh Lan bộ dáng thận trọng như vậy, tổ chức tinh quang kia lại ở sau lần hủy diệt thứ 41, còn có thể chui ra lần thứ 42, lại gặp Diệu Ca. Người tu chân, một mình một kiểu như vậy, ta bỗng nhiên phi thường tò mò. Rốt cuộc, cái gì mới là người tu chân thật sự đây, cái gì mới là tu chân đại đạo thật sự đây? Đĩa bay nhẹ nhàng chấn động, phía trước ba tầng cửa áp xuất hình thái hoa sen chậm rãi mở ra, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng gầm gừ như núi lở sóng thần đập vào mặt, đã đến một giam tổ ong. Người tu chân thật sự à? Ở lòng đất nhiệt thổ, trong đường hầm không có ánh mặt trời, dưới ánh đèn tối tăm của địa hành thần long, nữ chiến sĩ cục một tay của tổ chức phản kháng tả Kinh Vân cũng đang cân nhắc vấn đề này. Hai đứa nhỏ hàng đặt và lưu ly ở bên cạnh khoanh chân mà ngồi, mặt đầy tò mò nhìn cô. Quyền vương cũng ngồi ở cách bọn họ không xa, hết sức chuyên chú nhìn chầm chầm một cái lò tinh từ linh lung, trên miếng tinh từ giúp hai đứa nhỏ nướng thịt tổng hợp xèo 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 xèo. Đây là thời gian thở dốc khó được, hoặc là nói yên tĩnh cuối cùng trước đại chiến toàn bộ chiến sĩ mỏi mệt không chịu nổi đã sớm ngủ say chỉ có hai đứa nhỏ tinh lực dư thừa vẫn quấn quít lấy nữ xe trưởng tàu xuyên vân muốn biết nhiều hơn một chút chuyện về người tu chân thật ra ta cũng không biết cái gì là người tu chân thật sự thậm chí cũng chưa nghĩ tới muốn trở thành cái gì người tu chân thật sự ban đầu cha mẹ của ta đều là người tu chân ta tự nhiên mà vậy cũng là người tu chân về sau sao chính là muốn báo thù cho cha mẹ chỉ đơn giản như vậy các ngươi muốn nghe đạo lý lớn phải nhờ ngụy long đào đến giảng vậy mới gọi là một bộ tiếp nối một bộ thao thao bất tuyệt ba ngày ba đêm cũng không lặp lại tả kinh vân có chút xấu hổ gãi cái đầu trọc bỗng nhiên nghĩ tới cái gì trên mặt hiện ra ý cười từ đáy lòng thật ra nếu dứt bỏ thân phận cha mẹ hoặc là báo thù rửa hận các loại chuyện không nói tới nữa ta từ trước tới giờ cũng không muốn làm người tu chân gì cả ta đến bây giờ cũng không quên được cảm giác mình lần đầu tiên chui ra mặt đất nhìn thấy bầu trời cao như thế mặt đất rộng lớn như thế khi đó ta đã sinh ra một lý tưởng đầy vĩ đại hoặc là nói buồn cười ta muốn ta đời này cái gì cũng không làm chỉ cần ở bên dưới bầu trời cao cao này trên mặt đất rộng lớn vô ngần như vậy ta tìm một thôn trang dựng một gian phòng ở không cần mỗi ngày ở dưới lòng đất bị người ta đuổi theo mông chạy không cần ngủ cũng phải đặt kiếm lưỡi cưa và súng đạn nổ ở dưới gối đầu ta mỗi ngày ngồi ở trên thềm cửa của ta ngây ngốc nhìn bầu trời đây là thỏa mãn lớn nhất của ta nếu có thể trải qua ngày tháng yên bình vô ưu vô lự như vậy kẻ ngốc mới muốn làm người tu chân gì đó a à, hàn đặc và lưu ly nhìn nhau bắt đầu cảm thán vậy không khác lắm với cách nghĩ của chúng ta trước kia nha chúng ta trước kia cũng hy vọng thành trại thái bình có thể luôn gió êm sóng lặng chúng ta vĩnh viễn vô ưu vô lự sinh sống ở trên thuyền không có việc gì thì bơi lội câu cá nổi ở trên mặt nước ngắm bầu trời vậy thật sự là không có gì khoái hoạt hơn được Đúng vậy, chỉ tiếc, ngày tháng như vậy ở trên nghiệp thổ là không có, mặc dù mạnh như quyền vương cùng hạ hầu thành chủ, lại há có thể tự do tự tại, vô ưu vô lự như vậy. Tả Kinh Vân cười khổ một tiếng nói, không những không thể trải qua ngày tháng như vậy, thậm chí ngay cả ngày tháng lo lắng hải hùng, ăn bữa hôm lo bữa mai cũng không phải muốn có là có. Chúng ta chẳng qua là chuột bạch nhỏ trong phòng thí nghiệm của người ta, người ta muốn chúng ta sống thì sống, muốn chúng ta chết thì chết. Cho nên, trừ phản kháng thế giới này chúng ta còn có lựa chọn thứ hai sao muốn ta nói cái gì là người tu chân thật sự vậy đại khái chính là phản kháng đi thế giới này là sai thế giới cùng cuộc đời bình thường không nên là bộ dạng này tuy ta không biết thế giới chính xác nên thế nào nhưng ít ra ta tuyệt đối chịu không nổi thế giới như bây giờ ta tình nguyện đồng quy vô tận với nó cũng không muốn thông đồng làm bậy với nó tuy thân ở dưới lòng đất không có ánh mặt trời nhưng cả người tả kinh vân vẫn mơ hồ phát ra ánh sáng âm u giống như khoáng thạch ở dưới lòng đất áp suất cô động ức vạn năm mài thành hai đứa nhỏ lẳng lặng tự hỏi lời của cô cũng bị hào quang quanh thân cô phóng ra cuốn hút cảm thấy trong cơ thể của mình cũng tuôn trào ra một luồng lực lượng không tên thịt nướng xong rồi nhanh ăn đi quyền vương cầm đến đây ba cái khay cùng ba dĩa ăn trừ hai đứa nhỏ cũng đưa cho tả kinh vân một miếng thịt Kinh Vân nghiêng đầu nhìn quyền vương cùng miếng thịt tổng hợp nướng dầu trong tay hắn hồi lâu, nói, không ngờ ngươi là quyền vương như vậy. Tuy bản thân ta không cần bổ sung mỡ và protein, nhưng nhân loại bình thường hiển nhiên tránh không được cần một ngày ba bữa. Quyền vương thản nhiên nói, chỉ có ăn uống no đủ, mới có khí lực để tu luyện cùng chiến đấu, trình độ ngon miệng của thức ăn khẳng định sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với sức chiến đấu, vì điều chỉnh trạng thái chiến đấu đến tốt nhất, phải suy xét đến mỗi một chi tiết. Ta am hiểu nấu nướng lại có gì kỳ quái Tả Kinh Vân cười lên Hướng quyền vương nói tiếng cảm ơn Lại thiệt tình thực lòng hướng hắn vương tay Quyền vương Ta cảm thấy ngươi phi thường khác với tội phạm nghiệt thổ bình thường Thế nào Có hứng thú gia nhập tổ chức chúng ta Trở thành một người tu chân Cùng nhau đập nát thế giới chết tiệt này hay không Ta không có hứng thú đối với trở thành người tu chân Quyền vương không chút do dự từ chối Ngừng lại một chút Lại nói nhưng ta rất có hứng thú đối với đập nát thế giới chết tiệt này tả kinh vân hơi ngẩn ra bật cười cũng đúng thật ra bản thân ta lại há không phải như thế không để ý người tu chân thật sự là bộ dáng thế nào ta cũng chỉ cảm thấy hứng thú đối với đập nát thế giới chết tiệt này hoặc là nói một thế hệ người có sứ mệnh của một thế hệ đó chúng ta thế hệ này nếu có cơ hội triệt để đập nát thế giới nghiệp thổ chết tiệt này như vậy là đủ rồi về phần sứ mệnh sau khi đập nát xây dựng một thế giới mới như thế nào, thì giao cho hàng đặt lưu ly bọn họ người của một thế hệ đó quan tâm đi. Bởi vì, chúng ta khẳng định đều chết ở trên chiến trường đập nát thế giới cũ rồi. Hàng đặt và lưu ly miệng ngậm miếng thịt thơm ngào ngạt, nghe tả kinh vân lại nói đến trên thân bọn họ, đồng thời ngẩng đầu nhìn nữ chiến sĩ đầu trọc. Sẽ không? Lưu ly vung dĩa ăn, vội nói, vân tỷ tỷ nhất định sẽ sống sót, Sống sót nhìn thấy một thế giới mới tốt đẹp, đi thực hiện giấc mộng của ngươi, tìm một chỗ cánh đồng bát ngát trời cao mây thấp, dựng một gian nhà rất nhỏ nhưng rất đẹp, sau đó cả ngày cái gì cũng không làm, chỉ ngồi ở trên bậc cửa hoặc là nằm ở trên nóc nhà, ngắm bầu trời. Ngắm mặt đất, tự do tự tại, vô ưu vô lự. Tả Kinh Vân cười cười, trong con mắt gần như trong suốt thật sự hiện ra một mảng sắc thái xanh thẳm và thuần trắng giao nhau, giống như cả bầu trời đều chảy xuôi đến đáy mắt của cô cô hầu như sắp bị hình ảnh này làm cảm động rơi lệ nhưng sắc thái xanh thẳm cùng thuần trắng lại chợt lóe rồi biến mất rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh cùng cứng rắn. nhìn từ thành phần tầng nham thạch và đường hầm bỏ hoang hôm nay đào móc được chúng ta cách thánh điện trong truyền thuyết càng ngày càng gần còn có vài chiếc địa hành thần long chạy ở xung quanh cũng một lần nữa liên hệ ít nhất có hơn một ngàn chiến sĩ còn may mắn sống sót mọi người đang từ bốn phương tám hướng tiến về thánh điện dự tính nhanh nhất ngày mai có thể tìm được thánh điện kích hoạt hệ thống đã kích lưới kiếm toàn cầu. Đáy mắt tả kinh vân nở rộ u hỏa dưới lòng đất, cắn dĩa ăn, trầm thấp nói, nhưng, người tu tiên cắn rất chặt ở sau mông chúng ta, nói không chừng sẽ theo đuôi mà tới, nhất định sẽ có một trận ác chiến. Sự sống chết của ta không sao cả, gian nhà nhỏ kia không xây cũng được, nhưng cho dù chết, ta cũng nhất định phải kích hoạt hệ thống đã kích lưới kiếm toàn cầu, hướng thiên không chi thành, mạng châu xa hoa, hung hăng bắn một phát pháo. Thật không biết, ngày mai rốt cuộc sẽ là bộ dáng thế nào ngày mai ngày mai nhất định sẽ tốt hơn hai đứa nhỏ hàng đặc và lưu ly phân biệt nắm tay phải nóng hầm hập cùng tay trái lạnh như băng của tả kinh vân vô cùng nghiêm túc vô cùng thành kính nói quyền vương ở một bên trầm mặc nhìn máy tính vang lên xèo xèo mang mọi thứ nhìn đến nghe được đều sưu tập đến trong kho số liệu của mình chỉnh hợp đến trong mạch logic của mình ở trong mạch logic của nó thứ nào đó tương tự virus nhưng càng thêm vi diệu đang chậm rãi nảy sinh. Cao Khang Đại đứng thẳng tắp ở trên phòng điều khiển lộn xộn của tàu núi lớn, chăm chú nhìn ngàn vạn ánh sao lấp lánh trong tinh hải thâm thúy, các đống sáng đâm làm người ta rơi lệ kia, lại khiến hắn nhớ tới 20 năm trước súng lửa cùng kiếm quan giết hại các anh em. Cao Khang Đại điều khiển tàu núi lớn là một trong những tàu vũ trụ quy mô khổng lồ nhất trong hạm đội công kích liên hợp của tổ chức tinh quan lần này, nhưng nó không phải là tuần dương hạm, viễn chinh mẫu hạm hạng siêu nặng vì quân chính quy đế quốc dùng xưởng đóng tàu luyện chế ra. Sớm ở 455 năm trước, nó là lấy công dụng tàu tìm mỏ, khai thác và tinh luyện sâu trong không gian, từ một bến tàu dân dụng trượt về phía tinh hải. Nói cách khác, đây là một con tàu đào quặng tinh hải không hơn không kém, chuyên môn phụ trách ở trong địa vực nguy hiểm hoàn cảnh ác liệt, phóng xạ và bảo vũ trụ ung ung. Ở những giải động đất, Vành đai tiểu hành tinh cùng vành đai đá vụn không thể mở ra bãi đào quặng kiểu cố định, tiến hành tác nghiệp khai thác kiểu di động. Cao Khang Đại ở 30 năm trước trở thành phó chủ quản phòng đào quặng trên tàu núi lớn. Đây là chức vị cao nhất một người vượng có thể đạt tới, từ ngày đó trở đi, hắn liền đối với mỗi một cái đinh ốc của tàu núi lớn đều rõ như lòng bàn tay. Mà từ 20 năm trước bọn họ phát động nổi lên nghĩa, cướp lấy tàu núi lớn, thoát khỏi người tu tiên khống chế càng trọc đầu nhập tổ chức tinh quan tới nay, hắn càng coi tàu núi lớn là vợ thậm chí là ruột thịt của mình để đối đãi ở trên tàu núi lớn treo thêm mỗi một khoang, khảm mỗi một tấm bọc thép. Hấp thụ mỗi một tháp đại bắc tinh từ kiểu treo ngoài, hết thảy đều phải trải qua hắn mấy ngày mấy đêm không ngủ không nghỉ cân nhắc, mới có thể đưa ra an bài thỏa đáng nhất. Ở trong mắt người ngoài, tàu núi lớn quả thực như là những ngọn núi rác tầng tầng lớp lớp chồng chất lên, rõ ràng là một con thú sắt thép khổng lồ mọc đầy khối u dị dạng, khắp nơi đều là tấm tản nhiệt, tấm cách nhiệt cùng các loại cấu kiện kim loại không rõ tác dụng để lộ bên ngoài, giống như không cần chờ quân đế quốc lấy pháo đến đánh. Bản thân bay một chút ở trong tinh hải sẽ vỡ tan tành, càng đừng nói tiến hành bước nhảy tinh hải cực độ nguy hiểm. Thậm chí có người bị đặt một cấp bậc không tồn tại làm tên cho con tàu này của Cao Khang Đại, gọi nó cổ cự ngập, cũng chính là ý tứ rác rưởi đã cổ xưa lại cực lớn ghép lại với nhau. Nhưng chỉ có Cao Khang Đại và các anh em mấy chục năm qua luôn đi theo hắn kề vai chiến đấu mới biết được con tàu núi lớn, cổ cự ngập này rốt cuộc chắc chắn tin cậy bao nhiêu, như thế nào giúp bọn họ lần lượt chống lại bão vũ trụ cùng bão nhất, giải đá vụn kịch liệt nhất, gần sóng không gian bốn chiều hung hiểm nhất. Lại là như thế nào lần lượt chống đỡ lửa đạn của quân đế quốc, tự hỏi phòng tuyến đối phương, khiến những kẻ cao cao tại thượng ngày xưa, hết thảy giống như quặng thô vỡ nát, chấn vỡ thành bột phấn. Trừ sinh con, tàu núi lớn cái gì cũng có thể làm, trừ thủ đô đế quốc cực thiên giới, thiên cực tinh, tàu núi lớn nơi nào cũng dám xông vào. Đây là tín ngưỡng toàn thể thuyền viên tàu núi lớn kiên định nhất bao gồm hạm trưởng cao khang đại ở trong. Nhưng hôm nay, vừa nghĩ đến bọn họ ngày mai sắp sửa phát động tiến công, người tu chân cao khang đại ở trong vô số lần bao vây tiểu trừ và phản bao vây tiểu trừ giết ra, vẫn như cũ không nhịn được, âm thầm nuốt ngụm nước bọt. Sau trận này, con tàu lớn theo hắn mấy chục năm, thậm chí sớm trở thành quê nhà của hắn cùng vô số người, rất có thể thật sự phải vỡ tan tành, thất bại nặng nề, biến thành một món rác rưởi thật lớn vĩnh viễn trôi nổi ở trong tinh hải. Chỉ là, bọn họ còn có lựa chọn khác sao? Nếu có lựa chọn, 20 năm trước bọn họ sẽ không phát động cuộc khởi nghĩa lớn gì, mà là thành thành thật thật làm thợ mỏ của bọn họ, dựa vào bản lãnh bán sức ăn cơm. Ông trời biết, đám anh em của Cao Khang đại hắn tất cả đều là người thành thật cần cù và thật thà, kiên định, không có kẻ nào hết ăn lại nằm, trộm gian dùng mánh lưới. Ở trong quặng mỏ sâu trong hành tinh đào quặng đã là việc nguy hiểm đến cực điểm, xuyên qua vành đai đá vụn cực không ổn định, đội phóng xạ, sao băng cùng bảo vũ trụ nguy hiểm đào quặng, càng nguy hiểm hơn gấp trăm lần. Mấy trăm năm qua, từ tổ tông đến bọn họ tất cả đều nghiến răng chống đỡ, không biết dùng hai tay và xương cốt của mình, vì công ty, vì đế quốc thu thập ra bao nhiêu khoáng thạch quý giá, vô luận vì tăng cường thể lực, sức bền cùng năng lực kháng phóng xạ mà tu luyện những thần thông cực độ thống khổ kia. Hay là dùng thuốc nước gian đặc thù và thuốc cường hóa thực thi cải tạo đối với một số khí quan nào đó của mình, thậm chí là thời gian dài dùng tinh lực hoàng, rất nhiều người liên tục chiến đấu hăng hái vài ngày đêm sau đó vô thanh vô tức ngã xuống tại nơi làm việc. Những việc này, đối với bọn họ mà nói đều là cơm bữa, mọi người chưa từng có nửa câu oán hận, đều là làm cống hiến vì quốc gia, vì văn minh nhân loại. Nhưng nhưng quốc gia này, văn minh nhân loại chết tiệt này sao lại khó thỏa mãn như vậy chứ? Hàng năm hạn ngạch đào quặng càng ngày càng cao, nhưng toàn bộ nơi thoáng ổn định một chút, dễ dàng cho khai thác hết thảy đều bị khai thác hết. Bọn họ không thể không từng bước một bước vào địa vực nguy hiểm tràn ngập phóng xạ, dòng hạt năng lượng cao cùng vành đai đá vụn cực không ổn định, hiệu suất đào quặng tự nhiên giảm trên diện rộng mà tỷ lệ thương vong lại cấp tốc tăng lên, bởi vậy dẫn tới sĩ khí hạ thấp và sản lượng không ổn định, chẳng lẽ còn có thể trách tội bọn họ lười biến sao? Những đạo lý này, Cao Khang Đại trước kia cũng không biết nói bao nhiêu lần với người tu tiên tầng quản lý bên trên, các anh em thật sự đã hết sức, mệt đến ngay cả hộp máu cũng không học được, nhưng cấp trên chỉ là không để ý tới, roi chiến điện từ mang theo gai ngược của những đốc công kia vừa cay vừa ác. Một phát roi có thể quật nát thịt một người, hai roi có thể quật vỡ năm cái xương của người ta, ba roi có thể quật người ta hồn phi phách tán. Đến cuối cùng, thấy từ trên thân những thợ mỏ này thật sự không áp bức ra nhiều giá trị hơn nữa, công ty thế mà còn muốn dẫn vào mấy con rối linh năng đào quặng và đường dây tinh luyện sản xuất hoàn toàn tự động, dùng con rối đào quặng thay thế tất cả thợ mỏ nhân loại. Trời có thể xét, bọn họ những người này từ mấy trăm năm trước bắt đầu, đời đời làm việc đào quặng trừ tìm mỏ đào quặng luyện quặng ra căn bản cái gì cũng không biết làm, huống chi ở vành đai tiểu hành tinh hoàn cảnh cực độ ác liệt, cũng căn bản không cung cấp được hoàn cảnh đủ để bọn họ sinh tồn, nếu con rối đào quặng thay thế toàn bộ bọn họ. Bọn họ lại nên sinh tồn như thế nào? Cao Khang Đại vẫn nhớ rõ bộ dáng khi đó cả khu vực khai thác mỏ lòng người hoảng sợ, áp khí cực thấp. Khắp nơi đều là lời đồn đại chuyện nhảm làm người ta nghe mà kinh sợ đang bay tới bay lui, nói cái gì bọn họ đã vô dụng, bên trên muốn đưa hết bọn họ đến tiền tuyến làm vật hy sinh, hoặc là phát cho bọn họ một ít tàu vũ trụ rách nát ngay cả năng lực bước nhảy tinh hải cũng không có, chỉ có thể tiến hành hàng hải thường quy. Xúc bọn họ một phát ra ngoài. Phải biết rằng, ở trong tinh hải rộng lớn vô ngần lại tài nguyên thưa thớt, không thể tiến hành bước nhảy không gian bốn chiều lại không tìm thấy hành tinh có thể ở lại có được tầng khí quyển và vòng sinh thái, tuyệt đối là chỉ còn đường chết. Chỉ dựa vào tàu vũ trụ rách nát chỉ có thể tiến hành hàng hải thường quy, lấy tốc độ khoảng 0.5% vận tốc ánh sáng để tuần tra, bay mấy chục năm cũng không nhất định có thể bay ra khỏi một tinh hệ. Đây là muốn dùng con rối linh năng lạnh như băng, bức tử sống bọn họ những thợ mỏ nhân loại có máu có thịt này mà. Bên trên tốn cực nhiều sức để chèn ép, lời đồn, trấn an cảm xúc sao động bất an của thợ mỏ, nhưng phương án giải quyết cuối cùng lại không chênh lệch mấy với lời đồn. Tông phái chỗ cao Khang Đại bọn họ đám thợ mỏ này, quyết định đưa tặng không tràn buộc bọn họ một lô tàu đào quặng cũ kỹ loại nhỏ cùng với tài nguyên sinh tồn chỉ có thể duy trì 3 năm năm, làm bồi thường bọn họ kính dân cả đời, để bọn họ hướng tới tinh vực hỗn loạn càng thêm nguy hiểm, tràn ngập phóng xạ. Bảo tố cùng biến số nhiều hơn đi tìm mỏ và đào quặng, cũng sẽ không cho bọn họ chút kỹ thuật ủng hộ và hậu cần tiếp tế tiếp viện nào nữa. Trên danh nghĩa là tự chịu trách nhiệm lời lỗ trên thực tế chính là muốn bọn họ tự sinh tự diệt không ai có thể thừa nhận kết quả như vậy bọn họ những thợ mỏ này còn có vợ con già trẻ của bọn họ nhiều thế hệ đều sinh sống ở trên tàu đào quặng tinh hải siêu khổng lồ tàu đào quặng tinh hải loại siêu khổng lồ động cái dài mười mấy km mấy chục km không những là nơi bọn họ làm việc càng là quê nhà từ ông nội của ông nội bọn họ đến cháu nội của cháu nội bọn họ đời đời kiếp kiếp Bọn họ ở nơi này nghe tiếng khoáng thạch u ù vỡ nát sinh ra, ở giữa lò động lực cuồn cuộn nóng lên và phòng làm mát gió âm từng trận lớn lên, ở trong phòng đãi quặng cho bụi bay lên kết bạn phái khác, ở trong khoang âm lạnh nhỏ hẹp như quan tài sắc sáng tạo thế hệ tiếp theo, mà khi 10 ngón tay bọn họ gắt gao dây dưa với nhau đang chặt. Quan tài sắc cũng biến thành ngôi nhà ấm áp nhất. Bây giờ, bên trên lại muốn đưa bọn họ và người nhà bọn họ từ trong quê nhà đuổi đi, nhét vào trong những con tàu đào quặng loại nhỏ ngay cả hũ cũng không thể tính, đưa vào trong vũ trụ tối tăm lạnh lẽo, lấy tốc độ như ốc sên bò, từng chút một chậm rãi chết đi, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể dùng mấy trăm năm điên cùng tu luyện và tự nhiên đào thải, bồi dưỡng ra cơ bắp to lớn cùng gân thép xương sắt, khởi xướng phản kháng. Ngay tại một ngày đó tàu chế tạo, nhà xưởng con rối, chở cả dây truyền sản xuất luyện chế con rối đào quặng tiên tiến nhất hoàn toàn tự động hóa chậm rãi lái vào tinh vực vô định, trên 42 con tàu đào quặng tinh hải siêu khổng lồ phân bố ở các khu vực khai thác mỏ lớn của tinh vực vô định. Hơn ngàn vạn thợ mỏ cùng người nhà của bọn họ không thể nhịn được nữa, cùng nhau phát động khởi nghĩa thanh thế to lớn, được xưng vô định đại bạo động. Khởi nghĩa trả giá là rất thê thảm nặng nề. Tuy mấy trăm năm qua, các thợ mỏ vì đề cao hiệu suất làm việc trình độ lớn nhất, cạnh tranh với máy móc, không thể không điên cùng tu luyện các loại thần thông, hầu như mang thân thể máu thịt của mình biến thành những cỗ máy sắt thép. Mà bọn họ lại có được các loại xẻng động lực, mũi khoan huyền quang, tinh khải đào quặng, pháp bảo phụ trợ bán võ trang, xẻng động lực có thể đập vỡ khoáng thạch cứng rắn nhất, tự nhiên cũng có cơ hội ở trên áo giáp đục ra lỗ thủng. Tuy bọn họ chiếm ưu thế tuyệt đối ở trên nhân số, lại ôm quyết tâm nhất định phải chết, sĩ khí tăng vọt chưa từng có. Nhưng đám ô hợp dù sao cũng là đám ô hợp, ở trước mặt người tu tiên võ trang cao độ, từ khi cất tiếng khóc chào đời đã bắt đầu tu luyện kỹ xảo giết chóc, bọn họ vẫn như là ruộng lúa mạch bị thu gạt, từng đợt ngã xuống. Đến cuối cùng, bọn họ quả thực phá hủy tàu chế tạo con rối nhà xưởng kia, hầu như giết sạch toàn bộ người tu tiên tầng quản lý của khu vực khai thác mỏ lúc ấy. Nhưng quân chính quy bao vây tiểu trừ theo đó mà đến, 42 con tàu đào quặng tinh hải siêu khổng lồ có 3 chiếc cuối cùng chạy thoát, tàu đào quặng tinh hải siêu khổng lồ còn lại hết thảy hóa thành quả cầu lửa lấp lánh, bao gồm em trai ruột của Cao Khang Đại ở bên trong, gần ngàn vạn thợ mỏ và người nhà đều máu nhuộm tinh hà. Chết không có chỗ chôn. Khi đó, mọi người đều bị quân chính quy bày ra sức chiến đấu cường đại dọa hỏng rồi, ba con tàu đào quặng hoảng hốt không chọn đường phát động bước nhảy tinh hải, Cao Khang Đại cũng không biết hai con tàu còn lại rốt cuộc đã đi nơi nào, có lẽ bị bảo vũ trụ không gian bốn chiều hoàn toàn xé nát. Có lẽ bị gió lớn bốn chiều thổi đến chỗ không biết tên của biên duyên tinh hải, tóm lại con tàu này của chính hắn một hơi tiến hành chín lần bước nhảy tinh hải suýt nữa mang kết cấu chủ thể cũng hoàn toàn xé rách mới may mắn chạy thoát ở sau đó cao khang đại và các anh em còn sót lại ở trong tinh hải trôi giạt rất lâu trải qua cuộc sống lan bạc kỳ hồ không chỗ ở cố định suýt nữa phải lưu lạc thành tinh đạo vào nhà cướp của vì sinh tồn vứt bỏ tất cả điểm mấu chốt thẳng đến khi gặp tổ chức tinh quang mới coi như thoáng trải qua 2 năm an ổn nhưng bản thân tổ chức tinh quang mấy năm nay sống cũng cực kỳ gian nan. Ở sau khi trở thành hạm trưởng tàu núi lớn, vì chỉ huy tốt hơn con tàu lớn gập ngón tay có thể đếm được của tổ chức tinh quang, Cao Khang Đại cũng coi như đọc không ít sách, hiểu được rất nhiều đạo lý trước kia mù mịt không hiểu được, còn như là đột nhiên thông suốt, tu vi thịt 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 hướng lên trên tăng vọt. Ngắn ngủ mười mấy hai mươi năm, liền từ năm đó giai đoạn sau của đại khởi nghĩa một hơi đột phá luyện khí kỳ, đạt đến kết đan kỳ bây giờ, cũng coi như hiểu được không ít đạo lý hắn đương nhiên biết rất lâu rất lâu trước kia từng tồn tại một tổ chức tinh quang xuất quỷ nhập thần uy phong bát diện nhưng hắn càng biết tổ chức tinh quang thật sự này đã hủy diệt rất lâu rất lâu rồi mà hắn đầu nhập vào tổ chức tinh quang này bây giờ chẳng qua là một đám ô hợp giả mượn tên tuổi tiền nhân kéo ra hổ dựng cờ lớn tồn tại mà thôi thậm chí cũng không tính là kẻ đầu tiên kéo ra hổ dựng cờ lớn ở trước bọn họ đã có mấy chục tổ chức tinh quang đều con mẹ nó bị đế quốc tiêu diệt rồi Bây giờ nguồn gốc thành viên tổ chức tinh quang này rất phức tạp, có bọn họ thợ mỏ gặp phải con rối đào quặng tự động hóa cạnh tranh, bị ép lên tuyệt lộ như vậy, có nông dân hành tinh sau khi khai phá cao độ hoàn cảnh ác liệt, mất đi đất canh tác, thậm chí còn có một số người tu tiên ở trong gia tộc cạnh tranh thất bại. Bị gia tộc truy nã không thể không lưu vong tinh hải, tam giáo cửu lưu, ngư long hỗn tạp, là đám ô hợp không hơn không kém. Xuất thân, tín ngưỡng và nhu cầu của mọi người đều khác nhau, thậm chí rất nhiều người căn bản nói không rõ mình rốt cuộc muốn cái gì nhưng tụ tập một chỗ ông đoàn sưởi ấm quậy cho sảng khoái cùng đạo phỉ cổ đại kêu gọi nhau tập hợp núi rừng ăn miếng thịt to uống chén trụ lớn cũng không khác nhau quá lớn không có lý niệm rõ ràng không có tín ngưỡng chung càng không có một cái cơ bản đủ để dựa vào hoàn toàn tuân theo quanh quanh liệt liệt làm lớn một phen loại lối suy nghĩ này để hoạt động tổ chức tinh quang một thế hệ mới có thể tồn tại mấy chục năm thật ra làm bản thân Cao Khang Đại cũng có chút bất ngờ. Nhưng, chỉ cần là giấc mơ, thì luôn có một ngày phá diệt. Những năm trước đế quốc luôn mang toàn bộ tinh lực đều đặt ở tiền tuyến trên đại chiến với Thánh Minh, mãi không rảnh rút ra binh lực để quét dọn bọn họ những con bọ chó nhỏ đáng ghét này. Nhưng theo chiến sự của đế quốc ở tiền tuyến liên tiếp thắng lợi, tiến vào giai đoạn củng cố ích lợi chiến tranh, gông xiền đeo ở trên cổ tổ chức tinh quang càng ngày càng gần, không gian bọn họ hoạt động càng ngày càng nhỏ hẹp và hít thở không thông, cuộc sống cũng càng ngày càng khó khăn. Như là gián và chuột đối với tai ương ngập đầu có dự cảm bản năng, Cao Khang Đại ở trong chiến sĩ phản kháng của tổ chức tinh quang cũng mơ hồ cảm giác được đại nạn sắp tới, chạy trời không khỏi nắng. Nhưng bọn họ đối với điều này lại hết đường xoay sở, căn bản không tìm thấy kế sách ứng đối. Đánh là tuyệt đối đánh không lại, tuyệt đại đa số tàu vũ trụ của tổ chức tinh quang đều là như tàu núi lớn của cao khang đại tàu vận tải bán võ trang tàu đào quặng tinh hải cùng tàu cải tạo luyện chế tổng hợp mà thành vô luận số lượng có bao nhiêu thoạt nhìn thanh thế lớn cỡ nào đặt tới trước mặt hạm đội tinh nhuệ của đế quốc căn bản là một đĩa rau đã rửa sạch sẽ đầu hàng cũng là tuyệt đối không có khả năng suy xét bọn họ đều là người phạm tội lớn ngập trời còn có rất nhiều người tu tiên ngày trước đều là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt ở gia tộc hoặc tông phái, thực rơi vào trong tay kẻ thù ngày xưa, tuyệt đối là sống không bằng chết. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ còn lại có một con đường cuối cùng, banh oanh liệt liệt làm một vụ lớn, chết cũng chết thống thống khoái khoái. Cho nên, sau khi thế giới khởi nguyên lúc ban đầu của tổ chức tinh quang, chi nhánh lòng đất tổ chức tinh quang sâu trong lòng đất nghiệp thổ vũ anh giới nghĩ cách liên hệ được bọn họ, cũng tung ra phương án liên hợp tiến công thiên không chi thành, mạng châu sa hoa, bọn họ thật sự là vừa mừng vừa sợ. Rất có ý tứ thở vào nhẹ nhõm một hơi thật dài, rốt cuộc sắp giải thoát rồi. Bọn họ đều không sợ chết, nhưng ngày tháng vĩnh viễn cũng không nhìn thấy hy vọng, cả đời ở trong tinh hải tối tăm lo lắng đề phòng, trốn đông trốn tây như vậy, thật sự con người không sống được. So với sống trộm như vậy, chẳng bằng bất chấp mọi giá, liều mạng với người tu tiên đi, cho dù chết, tốt xấu cũng có thể đánh vang thương hiệu tổ chức tinh quang. Làm hạm trưởng tàu núi lớn, Cao Khang Đại ở trong tầng quyết sách của tổ chức tinh quang cũng coi như có tiếng nói, hắn cũng rất tán thành oanh oanh liệt liệt chơi một trận với người tu tiên, mất đầu thì sẹo to bằng cái bát, cùng lắm chết. Sớm ở 20 năm trước, hắn nên chết ở trong vô định đại bạo động rồi, hắn đến nay cũng chưa từng quên tư vị dùng sẻn động lực gõ vào trong sọ não của người tu tiên, bị máu tươi và ốc bắn tung tóe đầy mặt vậy con mẹ nó mới gọi là khởi nghĩa, mà 20 năm qua chạy trốn, sống đều là ngày tháng thế nào vậy? Hắn mỗi đêm đều sẽ mơ thấy các huynh đệ tỉ muội chết thảm, con mắt trắng bệt, nhìn chầm chầm vào hắn. Liều mạng đi! Cao Khang Đại đang nghe truyện trên TV audio CV lẩm bẩm, đừng nóng vội nha, mọi người, lão Cao ngày mai đi xuống bầu bạn với các ngươi, nhưng trước khi xuống dưới, ta nhất định phải làm một trận thật sảng khoái, thật đẹp, báo thù cho nhiều huynh đệ tỉ muội như vậy của tinh vực vô định, để những người tu tiên kia nhìn xem. Lực lượng của người tu chân chúng ta. Ngày mai, ngày mai. Cao Khang Đại nhìn ánh sao chập chờn một lần nữa lâm vào ngọn lửa cuồng bạo vô định thổi quét cả tinh vực. Ở cách tàu núi lớn của hắn không xa, còn có mấy chục chiếc tàu vũ trụ cũng hình thù kỳ quái, sơ sát, loan lỗ vết kỷ ngủ đông, nôn nóng bất an chờ đợi ngày mai đến. Đang lúc chiến sĩ phản kháng cao khang đại của tổ chức tinh quang nôn nóng bất an chờ đợi hy sinh quanh quanh liệt liệt đến, cách mấy chục đại thiên thế giới, tinh vực vô định quê hương của hắn, trên một con tàu đào quảng tinh hải bán tự động hóa tiên tiến nhất. Em trai cao tiểu kiện hắn vốn tưởng ở 20 năm trước trong vô định đại bạo động đã chết đi, đang vung tám cái chi máy móc thật lớn, như con nhện bò vào phòng trung thành. Tinh vực vô định thậm chí cao tiểu kiện hôm nay, so với 20 năm trước là hoàn toàn khác rồi tinh vực vô định không còn một mảng hỗn độn, tan tành chật vật ở lúc đại bạo động năm đó nữa, ngược lại biến thành khu vực khai thác mỏ mô phạm ở vài thế giới tài nguyên phụ cận cũng tương đối nổi tiếng. Ở dưới ảnh hưởng chung đại bạo động tạo thành tiền lời của tông phái giảm trên diện rộng, con rối linh năng hoàn toàn tự động hóa ở trong bảo vũ trụ vận hành cực kỳ trúc trắc, quan trọng nhất là giảm bớt 95% thợ mỏ nhân loại mang đến áp lực hậu cần đột ngột giảm, vân vân các loại nhân tố, Vô Định Minh, thống trị tinh vực Vô Định rốt cuộc thừa nhận, muốn đơn thuần dựa vào con rối linh năng để thay nhân loại tiến hành đào quặng hoặc là bất cứ tác nghiệp sản xuất nào, đều là chủ ý cực kỳ không ổn. Nhân loại là vạn vật chi linh trí cao vô thượng, mặc dù là người vượng loại kém trong nhân loại, vậy cũng không phải con rối linh năng đần độn có thể hoàn toàn thay thế được. Cho nên, ở sau khi vài mỏ quặng và tàu đào quặng hoàn toàn không có người, đơn thuần dựa vào theo dõi từ xa hoàn toàn tự động hóa liên tiếp gặp phải sự cố to lớn thợ mỏ thuần thục như cao tiểu kiện lại bị dẫn vào trong tác nghiệp đào quặng. Đương nhiên, vì khiến bọn họ có thể phát huy hiệu suất làm việc cao hơn, càng có thể thuần thục phối hợp với con rối linh năng, đối với thân thể máu thịt của bọn họ cũng tiến hành cải tạo trên diện rộng. Trên cơ bản, trừ giữ lại đại não độc lập tự hỏi của bọn họ, những thân thể yếu ớt không chịu nổi kia hết thảy đều bị dời đi, thay các loại gân thép xương sắc có thể tự do lựa chọn và thay cùng cấu kiện treo ngoài. Nói ví dụ Cao Tiểu Kiện bây giờ sử dụng khối thân thể tương tự nhận máy này, chính là kết tinh kỹ thuật mới nhất của Vô Định Minh. Từ số ít thợ mỏ nhân loại trải qua cải tạo cao độ, hiện trường chỉ huy lượng lớn con rối linh năng tự động hóa tiến hành tác nghiệp, chiếu cố hiệu suất và ổn thỏa, là hình thức tác nghiệp đào quặng hoàn mỹ nhất. So sánh với anh trai Cao Khang Đại phẫn nộ trải qua 20 năm vẫn chưa thể dập tắt, ngược lại càng ngày càng cuồng vọng, Cao Tiểu Kiện đối với cuộc sống bây giờ là phi thường hài lòng thậm chí tín ngưỡng thật sâu. Hắn đến nay cũng không quên được cảnh tượng năm trước mình lấy thân phận đại biểu thợ mỏ ưu tú được Vô Định Minh chủ tự mình tiếp kiến, khi đó Vô Định Minh chủ thậm chí ở trên cánh tay sắt thép của hắn không nhẹ không nặng vỗ hai cái, vẻ mặt thành khẩn chính mồm hướng hắn nói, chúng ta quá khứ phạm vào một sai lầm lớn nha. Sao có thể dễ dàng xem nhẹ tác dụng quan trọng của con người cỡ trong tác nghiệp đào quản chứ? các ngươi thợ mỏ ưu tú kinh nghiệm phong phú như vậy, vĩnh viễn đều là tài phú quý giá nhất của vô định minh chúng ta, đế quốc chân nhân loại chúng ta nha. Có nghe hay không, minh chủ vô định minh, đường đường tu tiên giả đại nhân, chính mồm khích lệ bọn họ như vậy, khen bọn họ là tài phú quý giá của đế quốc. Nếu không phải đôi mắt cao tiểu kiện đã bị thay thành bốn đôi camera độ nét cao có được công năng máy ảnh nhiệt cùng nhìn xuyên, lúc ấy thực có xúc động nhiệt lệ lưng tròng khóc lớn một hồi, chỉ cảm thấy nhiều năm như vậy cố gắng hoàn toàn đạt được hồi báo thật sự là tan xương nát thịt cũng không báo đáp được người tu tiên hiểu cho và ủng hộ cao tiểu kiện cực kỳ nhiệt tình yêu thương đế quốc tín ngưỡng thật sâu tu tiên đại đạo tin tưởng cho dù là người vượng xuất thân tầng dưới chót thậm chí có một chút vết bẩn chỉ cần chịu cố gắng kiên định chịu làm không quậy phá một ngày nào đó sẽ bị người tu tiên phát hiện giá trị của mình do đó nhận được hồi báo nên có bản thân hắn hắn mười mấy năm qua biến hóa chẳng phải là thuyết minh hoàng mỹ một điểm này sao? Bây giờ hôm nay, dưới trướng hắn quản lý hơn 800 con rối đào quặng đó. Cho nên, mỗi tuần một lần giáo dục phòng trung thành, Cao Tiểu Kiện từ trước tới giờ đều không cảm thấy nhàm chán, ngược lại là từ trong lòng chờ mong, ước gì mỗi ngày đều đến trong phòng trung thành tiếp nhận giáo dục chủ nghĩa yêu nước. Hôm nay Cao Tiểu Kiện bị mấy con rối đào quặng tổn hại nghiêm trọng cuốn lấy, tới có chút muộn, khi hắn đi vào phòng trung thành, trong khoang to như vậy đã chật nít quái vật kim loại to nhỏ, hình thù kỳ quái. Đó đều là thợ mỏ nhân loại tiếp nhận cải tạo toàn diện giống hắn, chủ quản các mặt tác nghiệp của khu vực khai thác mỏ. Toàn bộ người cải tạo đều tập trung tinh thần nhìn chầm chầm màn hình, đắm chìm ở trong không khí nóng trực mà vong ngã, không có ai để ý hắn đã đến. Người thánh minh ti tiện vô sĩ, bọn hắn cách tận thế không xa, sắp hoàn toàn xong đời rồi. Theo trong màn hình hiện ra những gương mặt và hình tượng đại biểu người thánh minh, như cái xác không hồn, trong phù trận truyền âm bên cạnh phát ra giọng nữ chói tai khàn khàn, tràn ngập phẫn nộ và thù hận. Thanh âm này chẳng những thông qua tuần hoàn không khí truyền bá, thậm chí trực tiếp thông qua máy tính phụ trợ của Cao Tiểu Kiện, trực tiếp nổ vang ở sâu trong não vực hắn, làm hắn cũng lập tức cùng chung mối thù, phẫn nộ và thù hận nháy mắt dân trào lên. Mỗi tuần một lần giáo dục trung thành, nội dung cơ bản đều là như thế, trước truyền phát vài đoạn tin tức các đại thế giới cảnh nội đế quốc sản xuất xây dựng tiến bộ to lớn nhân dân quần chúng an cư lạc nghiệp người tu tiên và người vượng hòa thuận vui vẻ lại phát một ít hình ảnh khủng bố người thánh minh vô sĩ không biết xấu hổ như thế nào mất sạch nhân tính giảng một ít đạo lý đế quốc tất thắng thánh minh tất bại có đôi khi còn có thể giảng một ít chuyện xưa hắc tinh đại đế dẫn dắt các tiên liệt gian khổ phấn đấu thành lập đế quốc tuy nhạc dạo nghìn bài một điều nhưng nội dung mỗi tuần đều sẽ sửa cũ thành mới làm các thợ mỏ nhân loại này đều xem say sưa nhưng hôm nay ở sau khi lên án mạnh mẽ người thánh minh ti tiện giọng nữ bén nhọn kia lại bỏ thêm một câu nhưng ở trong đế quốc vĩ đại của chúng ta vẫn như cũ ẩn núp không ít nanh vuốt và chó săn của thánh ước đồng minh đó là người tu chân chết tiệt người tu chân cao tiểu kiện hơi ngẩn ra hắn đương nhiên biết người tu chân đều là những thứ đồ chơi thế nào nhưng theo đế quốc và thánh minh ở trên chiến trường chính diện đại chiến hừng hực khí thế đã rất lâu chưa ở trong giáo dục trung thành nghe được cái tên người tu chân này nhưng giọng nữ bén nhọn kia nhắc tới người tu chân ba chữ này giống như chạm vào chốt mở nào đó trong đầu cao tiểu kiện sự phẫn nộ cùng thù hận của hắn đối với người tu chân lập tức như là nước lũ vỡ đê tuôn ra ngày xưa người tu chân cao cao tại thượng mang theo mặt nạ dối trá mặt ngoài đường hoàng trong xương cốt lại nam đạo nữ sướng trải qua ngàn năm trốn đông trốn tây cùng kéo dài hơi tàn, đã hoàn toàn sa đọa thành nanh vuốt và chó săn của người thánh minh. Giọng nữ bén nhọn kia tiếp tục kêu lên, vì giữ tính mạng hèn mọn cùng không biết xấu hổ của mình, thậm chí chờ mong có một ngày ngóc đầu trở lại, tiếp tục trải qua loại cuộc sống ra vẻ đạo mạo lại một nát xuống dốc kia, người tu chân đã từ bỏ tất cả tôn nghiêm và điểm mấu chốt thân là nhân loại. Thần phục dưới chân những con rối gỗ kia của thánh minh, biến thành con rối của con rối trước mắt, đường đường đại quân đế quốc ta ở tiền tuyến hát vang tiếng mạnh, lấy được đại thắng huy hoàng nhất mấy trăm năm qua, kẻ địch dùng tất cả thủ đoạn phát rồ, vẫn không thể ngăn cản uy lực sấm sét của quân ta, không thể không chó cùng rứt dậu, phát động nanh vút cùng chó săn của bọn hắn ẩn núp ở cảnh nội đế quốc. Nội địa bây giờ, còn có một dúng người tu chân tà tâm bất tử nhận được mệnh lệnh của các chủ tử, sốt ruột không chờ được muốn nhảy ra châm ngòi thổi gió, thời cơ quấy phá. Chỉ tiếc, Mưu mẹo nham hiểm của bọn hắn đã sớm bị đế quốc vĩ đại của chúng ta, những người tu tiên anh dũng không sợ quan sát triệt để rồi. Theo giọng nữ càng lúc càng cao, trên màn hình xuất hiện hình tượng người thánh minh mặt không biểu cảm như cương thi, cùng hình tượng người tu chân mỏ nhọn tai khỉ cười nịnh xấu xí, ở trong một tòa cung điện tối tăm lạnh lẽo như phòng giải phẫu. Người thánh minh và người tu chân hợp sức đưa một ít nam nữ già trẻ của đế quốc trói đến trên bàn giải phẫu, dùng những công cụ như cái phễu kim loại úp ở trên đầu bọn họ. Theo pháp bảo bắt đầu vận chuyển, nam nữ già trẻ trên giường giải phẫu đều tứ chi vặn vẹo, mặt lộ vẻ đau khổ, con mắt trắng giả, miệng sùi bọc mép, vẻ mặt dần dần trở nên trì độn mà chết lặng, như là bị rút đi tình cảm và linh hồn. Các ngươi nguyện ý để âm mưu của kẻ địch thực hiện được sao? Giọng nữ cao vút kia thét to, các ngươi nguyện ý để vợ con già trẻ của mình bị sống sờ sờ rút mất thất tình lục dục cùng linh hồn, biến thành cái xác không hồn sao? Không muốn. Cao Tiểu Kiện hoàn toàn tiến vào trạng thái là người đầu tiên trống giận lên. Không muốn, không muốn. Toàn bộ thợ mỏ nhân loại cải tạo đều liều mạng gõ cơ thể kim loại của mình, trong phòng trung thành quanh quẩn tạp âm cạch 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 cạch. Các ngươi nguyện ý đế quốc vĩ đại quang vinh, bị người thánh minh mất sạch nhân tính và người tu chân vô sĩ không biết xấu hổ ô nhiễm sao? Giọng nữ cao vút lại hô. Không muốn không muốn đám thợ mỏ cuồng nhiệt hô to ai là kẻ địch không biết xấu hổ nhất nguy hiểm nhất của văn minh nhân loại giọng nữ cao vút hỏi người thánh minh người tu chân ở dưới màn hình dùng dập lóe lên biến ảo bất định chiếu rọi các thợ mỏ như tiến vào trạng thái thôi miên đều nhịp trả lời ai là người thủ hộ vĩ đại nhất của văn minh nhân loại giọng nữ tiếp tục hỏi người tu tiên người tu tiên vĩ đại đế quốc Đế quốc chân nhân loại thần thánh Đám thợ mỏ rống to Có người phát ra tiếng thét chói tai Có người bắt đầu gào khóc Đế quốc chân nhân loại vạn tuế Văn minh nhân loại thần thánh vạn tuế Thất tình lục dục và ý chí tự do vạn tuế Giết sạch người thánh minh Giết sạch người tu chân Giết 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 giết, giết. Ai dám đối nghịch với đế quốc vĩ đại Văn minh nhân loại vĩ đại Chúng ta nhất định chiến đấu đến cùng với hắn Cao tiểu kiện vung tám cái chi máy móc hận không thể nhảy đến giữa không trung nổ tung bản thân gầm rú ra đoạn lời này bắt đầu từ ngày mai sẽ tiến hành giáo dục trung thành đặc biệt kỳ hạn là một tuần thông qua một ví dụ sống sờ sờ hướng mọi người triệt để giải phẫu một tổ chức người tu chân trong lòng đất vô sĩ không biết xấu hổ lại đáng thương đáng buồn cùng với người thánh minh chủ tử của bọn họ là từng bước một đi hướng diệt vong sớm đã định sẵn của bọn họ như thế nào giọng nữ chói tai kia kêu lên Giáo dục trung thành đặc biệt trong một tuần Camera của Cao Tiểu Kiện sáng ngời Kích động tới mức các khớp truyền lực quanh thân đều sắp mềm nhũng Mơ hồ cảm thấy ngày mai nhất định có thể mở rộng tầm mắt Hảo hảo thưởng thức một phen trò hề của đám chó săn, nanh vuốt, kẻ đám thương kia Ngày mai, ngày mai rốt cuộc có thể nhìn thấy cái gì đây Cao Tiểu Kiện nằm úp sấp xuống Dùng đại não máu thịt chịu tải đầu mối nhận máy suy tư Thật sự là chờ mong nha nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha